Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1101, quyết không làm thuê. Ông chú cởi bỏ quần áo chê y người và từ từ đứng dậy, một luồng sức mạnh kinh hoàng bộc phát ra khỏi cơ thể. Chàng trai trẻ, cậu không cảm thấy mình quá kiêu ngạo rồi sao? Ở cái thế giới nhỏ này, cậu là cái thá gì? Cậu chỉ là một hoàng đế võ giả nhỏ bé, trong thế giới thế tục cậu còn có thể có địa vị nhất định, nhưng ở trong thế giới nhỏ này khắp nơi đều là hoàng đế võ giả và tiên sư. Không có ai kém hơn cậu hết, chúng tôi đã sống trong thế giới nhỏ bé này hàng ngàn năm. Quy tắc này đã kéo dài hàng ngàn năm và chưa từng thay đổi. Cậu vừa tới đây đã nói muốn thay đổi thì phải thay đổi ư? Cậu dựa vào lực lượng nhỏ bé nhất mà muốn chống lại quy tắc đã kéo dài hàng nghìn năm trong thế giới nhỏ này sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, cậu cảm thấy mình có khả năng đó không? Chu Dương hơi trầm mặc. Anh hiểu rằng người đàn ông trung niên này không phải cường điệu, mà những gì ông ta nói là sự thật. Tình hình trong thế giới nhỏ bé này vượt xa sức tưởng tượng của anh. Với sức mạnh của một hoàng đế võ giả, ở đời thường có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở thế giới nhỏ này, còn không thấy những công nhân đang vất vả chuyển gạch kia sao? Tất cả đều là hoàng đế võ giả. Chu Dương lấy cái gì ra để khiêu khích quy tắc ở trong thế giới nhỏ này? Anh quả thực không đủ tư cách. Không đủ tư cách không có nghĩa là anh không thể làm được điều này. Làm việc ở đây, đùa tôi à, Thẩm Bích Quân thì phải làm sao? Đi đâu để tìm cô ấy đây? Còn cả Tạ Linh Ngọc nữa, cô ấy sẽ phải làm việc ở đây cùng với mình hay sao? Vì vậy, dù phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng phải thách thức quy tắc này. Cùng lắm là chết. Khi bạn mang cuộc sống của chính mình ra để đặt cược, bạn sẽ có đủ tư cách để làm tất cả mọi thứ. Chu Dương nghiêm túc nói. Nhưng nếu cậu cứ chết như thế này thì có ý nghĩa gì chứ, ông chú cử động cổ tay. Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Nếu cậu quyết tâm thách thức quy tắc thì phải qua cửa ải của tôi trước. Để tôi xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh lớn đến mức nào. Không phí lời sao, như thế cũng tốt, Chu Dương cũng không muốn nói nhảm. Anh đẩy Tạ Linh Ngọc sang một bên và nhìn thẳng vào mắt ông chú. Ông chú này rõ ràng là một hoàng đế võ giả kỳ cựu, sức mạnh của ông ta không thể coi thường. Thăng Long Quyền, ông chú không mảy may dài dòng, ông ta lập tức ra tay và nhằm đánh vào tay Chu Dương. Chu Dương sửng sốt, nhanh chóng lộn nhào trở lại, sau đó đập chân xuống đất lao về phía ông ta. Cả hai nhanh chóng giao chiến với nhau. Chu Dương càng đánh càng sợ hãi, bởi vì anh phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Thực lực của ông chú này, chân khí không mạnh lắm, thậm chí còn không mạnh bằng Chu Dương. Nhưng động tác của chú này đầy chiêu thức, nói trắng ra là các chiêu thức võ thuật của ông chú vô cùng nhiều. Sức mạnh của Chu Dương có thể bị ông ta hóa giải một cách dễ dàng, và đòn tấn công của ông ta lại biến hóa tài tình. Còn ông chú bên kia cũng vậy, cũng càng ngày càng sợ hãi. Theo như ông ta thấy, Chu Dương giống như một con gà trọi. Chiêu thức mà anh thể hiện rất ít, ông ta thấy rằng động tác của Chu Dương rõ là vụng về như người bình thường đánh lộn với nhau. Nhưng động tác của Chu Dương lại cực nhanh, sức lực rất lớn, chân khí trong cơ thể cũng quá thuần khiết. Ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi, còn Chu Dương mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa ông ta còn tu luyện ở trong thế giới nhỏ này đã hơn 30 năm rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, căn cơ tu luyện của ông ta còn kém xa Chu Dương. Sở dĩ ông ta có thể kiên trì đánh được với Chu Dương hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm cùng chiêu thức để chống đỡ. Đây rốt cuộc là một thiên tài như thế nào? Ông chú thầm nghĩ. Giữa hai người bọn họ trong chốc lát không thể nói trước được kết quả. Những hoàng đế võ giả đang làm việc ở phía xa vẫn đang lặng lẽ làm việc, họ thậm chí không có ý định tiến tới để giúp đỡ. Chàng trai trẻ, tôi thừa nhận cậu là thiên tài. Nhưng cũng chính bởi vì điều này, tôi mới muốn khuyên cậu từ bỏ việc vùng vẫy. Một thiên tài như cậu, nếu ở đây ngoan ngoãn làm việc và tu luyện, có lẽ cậu sẽ sớm trở thành một tiên sư, thậm chí còn tiến bộ nhanh hơn tôi nữa. Nhưng nếu cậu nhất định muốn chống lại các quy tắc, điều đó là không thể. Hãy nhìn xem có bao nhiêu hoàng đế võ giả đang ở xung quanh chúng ta. Cho dù cậu có thể sánh ngang với tôi, nhưng nếu nhiều hoàng đế võ giả xông lên cùng lúc thì cậu có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu không có chiêu thức thuần thục, cậu căn bản không thể thoát khỏi đây. Ông chú rất chắc chắn về điều này. Bởi vì hoàng đế võ giả trong mắt ông ta không phải là nhân vật gì to tát,
bởi vậy ông ta hoàn toàn có thể phân tích được tình hình hiện tại. Nhưng muốn Chu Dương nhận thua cũng không đơn giản như vậy. Không phải chỉ là chiêu thức thôi sao? Nói ra thì anh cũng biết một cái. Anh nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt ông chú. Nghĩ thông rồi hả? Ông chú cười hỏi. Không, không phải, Chu Dương cười gằn, đột nhiên chân khí trong cơ thể anh phun ra trong nháy mắt, lãnh vực của Hoàng đế. Cùng với tiếng thét bùng nổ của Chu Dương, lấy anh làm trung tâm, không khí trong bán kính 10 mét dường như đông cứng lại. Đây là lãnh vực tuyệt đối của Chu Dương. Đó cũng là chiêu thức duy nhất mà anh lĩnh hội được mà không cần thầy dạy. Trong lãnh vực này, anh chính là bất khả chiến bại. Nào, bây giờ chúng ta thử lại xem, Chu Dương nhếch mép cười nói. Tuy nhiên, sắc mặt của ông chú đột nhiên thay đổi, ông ta nhìn Chu Dương với vẻ kinh ngạc mãi không thôi. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói, được đó cậu nhóc, cậu cũng khá lắm, tuổi còn nhỏ mà có thể sử dụng được chiêu thức lãnh vực của Hoàng đế như vậy. Tôi thua rồi, chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp nữa. Nhưng nếu cậu muốn rời đi như thế này, sợ là cũng không đơn giản như vậy đâu. Ông chú vẫy tay và thổi còi, những hoàng đế võ giả đang xúc gạch, xúc cát đều tạm gác lại công việc và đến bên cạnh ông ta. Đột nhiên, mấy chục hoàng đế võ giả đen xì xì đứng xếp thành một vùng rộng, ánh mắt không cảm xúc nhìn Chu Dương, nhìn sao cũng thấy ánh mắt của họ rất đáng sợ. Cậu nhóc, cho dù cậu có thể sử dụng chiêu thức lĩnh vực của hoàng đế thì liệu cậu có thể là đối thủ của nhiều hoàng đế võ giả như thế này được không? Cho dù cậu có thể cùng lúc đánh bại rất nhiều hoàng đế võ giả của chúng tôi, cũng đừng quên rằng phía chê y chúng tôi, có sự tồn tại của chủ nhân tiên sư. Cậu có chắc muốn tiếp tục chiến đấu không? Ông chú hỏi. Thực ra, tôi không muốn chiến đấu với cậu. Chúng ta nên đoàn kết chống lại tiên sư không hiểu đầu cua tai nheo ra sao kia. Nhưng tôi biết cậu sẽ không đồng ý, vì vậy chúng ta vẫn nên giao chiến với nhau trước xem sao. Chu Dương giải phóng lãnh vực của Hoàng đế và tiến thêm một bước dài. Cậu nhóc ngoan, có bản lĩnh đấy, trong mắt ông chú hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó ông ta khoát mạnh tay, ra tay đi. Đột nhiên sức mạnh chê y cơ thể hàng chục hoàng đế võ giả kia đột nhiên bùng nổ. Cảnh tượng này vẫn rất đáng sợ, ngay cả Chu Dương sắc mặt cũng hơi biến đổi, anh biết chuyện tiếp theo nhất định khó đối phó lắm đây. Chương 1102, Chu Dương người đàn ông chính trực. Chu Dương là một thiên tài, mặc dù thời gian trở thành hoàng đế võ giả không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng ở cương vị là hoàng đế võ giả, anh quả thực là một người rất mạnh. Lãnh vực của hoàng đế đã đủ để nghiền nát 80% hoàng đế võ giả rồi. Hoàng đế võ giả có thể giải phóng lãnh vực của hoàng đế đều được coi là thiên tài chân chính, là dấu ấn của hoàng đế thuần khiết nhất. Nhưng Chu Dương vẫn không thể cùng lúc đối phó với nhiều hoàng đế võ giả như vậy. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể nhân nhượng. Đến đây đi, để tôi mở rộng tầm mắt, những người đã bỏ rơi chính mình như các người rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, Chu Dương nói. Ông chú, ông đừng tự đắc, cho dù các người thắng, trong lòng tôi cũng coi thường các ông, bởi vì ngay cả lòng kiêu hãnh của chính mình mà các ông cũng để đánh mất. Chu Dương nở nụ cười nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Sau đó cũng nở nụ cười, cậu quả thực có tư cách này. Nhưng thành thật mà nói, theo như tôi thấy thì hành vi của cậu rất ngu ngốc. Tuy rằng ngu ngốc, nhưng thực sự tôi vẫn ngưỡng mộ và có chút cảm phục cậu. Tuy nhiên mỗi một người chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình. Là hoàng đế võ giả, họ đã đánh mất đi niềm kiêu hãnh của mình, đó chắc chắn là một điều rất đáng buồn. Cho nên cho dù là bại trận, Chu Dương quả thực có tư cách xem thường bọn họ. Và họ cũng ngưỡng mộ Chu Dương từ tận đáy lòng. Nhưng họ vẫn chọn cuộc sống của chính mình. Đây là sự lựa chọn khác nhau giữa mọi người. Hai bên đối đầu nhau và cuộc chiến sắp bắt đầu. Đúng lúc này, một giọng nói thanh tao từ chê y trời bay xuống, thật là thú vị. Lâu lắm rồi mới thấy một thanh niên thú vị như vậy. Ai, Chu Dương hơi nhíu mày, bởi vì anh không phát hiện có người tới gần. Sau khi nghe thấy giọng nói này, ông chú và những công nhân ở đối diện đều cùng nhau quỳ chê y mặt đất chủ nhân. Chủ nhân, Chu Dương lập tức hiểu ra ngay. Giọng nói này có lẽ là của vị tiên sư đó. Vị tiên sư đã mở ra không gian này. Nghe giọng nói thì có vẻ là phụ nữ. Nếu đã đến rồi, tại sao còn không xuất hiện, Chu Dương hỏi vào không khí. Ấy, em trai,
chú em sốt ruột muốn gặp chị như vậy sao? Giọng nói thanh tao lại vang lên, vậy thì sẽ theo như mong muốn của chú em vậy. Chu Dương chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh. Người phụ nữ mặc một bộ hán phục màu trắng, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai và cô ta để kiểu tóc như người cổ đại. Trông người phụ nữ như tiên nữ trong tranh. Cô ta cách Chu Dương rất gần, gần như đối mặt với Chu Dương, cô ta đang nghiêng đầu tò mò nhìn Chu Dương chằm chằm. Cô ta vừa lên tiếng, Chu Dương thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ trong miệng cô ta. Em trai, bây giờ em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy chị? Chị có xinh đẹp không? Đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi, trong chốc lát, Chu Dương xém chút nữa thì ngây ngẩn ra. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này không phải loại tốt lành gì. Hừ, đừng nói với tôi mấy thứ vô dụng, Chu Dương lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nếu cô đã đến rồi thì chúng ta hãy nói chuyện cho đàng hoàng đi. Ồ, được thôi, chú em muốn nói chuyện gì, người phụ nữ mỉm cười hỏi. Chu Dương dừng lại, tôi không muốn làm việc cho cô, có được không? Muốn tôi làm việc cho cô chê y công trường này, điều đó tuyệt đối không thể. Chu Dương miễn cưỡng nói. Không phải anh sợ người phụ nữ này, dù sao với cảnh giới của Chu Dương, cho dù gặp phải kẻ địch mạnh nữa thì anh cũng không đến nỗi phải sợ hãi. Nhưng người phụ nữ này cho anh một cảm giác rất lạ. Khoảng cách của hai người gần quá rồi, Chu Dương càng hơi to tiếng một chút, trong lòng lo lắng không biết nước miếng của mình có phun vào mặt người kia không. Anh cứ cảm thấy hơi kỳ quái khi ở gần như vậy, nhưng Chu Dương cũng không muốn lùi về phía sau, bởi vì nếu lùi lại, anh sẽ cảm thấy khí thế của mình bị yếu hơn, cho nên khi nói, anh mới cảm thấy có chút miễn cưỡng. Nghe thấy lời nói của Chu Dương, người phụ nữ lại mỉm cười, được, được chứ, thật sự là đáng tiếc nếu để một thiên tài như chú em đến làm việc chê y công trường. Đúng, đúng chứ, vậy có nghĩa là cô đồng ý rồi phải không, Chu Dương gật đầu. Giả vờ như không có chuyện gì, nếu đã như vậy thì tôi đi đây. Chu Dương đi về phía Tạ Linh Ngọc. Cậu đứng lại cho tôi, người phụ nữ đột nhiên gọi Chu Dương. Chu Dương dừng lại nhìn người phụ nữ, cô làm sao vậy? Không phải cô đồng ý để tôi không làm việc cho cô sao? Không sai, tôi đã đồng ý. Nhưng bây giờ cậu đang sống trong không gian mà tôi tạo ra. Cho dù cậu không tu luyện, nhưng không khí mà cậu tiếp xúc. Mặt trời chiếu soi vào cậu, tất cả những thứ này đều thuộc về tôi. Tôi sẽ không để cậu làm việc cho tôi nữa, lẽ nào cậu không nghĩ tới việc làm sao để có thể trả ơn cho tôi sao, người phụ nữ hỏi. Trả ơn, Chu Dương cau mày. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Mặc dù anh không chiếm quá nhiều tài nguyên và lợi ích của đối phương, và không sử dụng chân khí ở nơi này để tu luyện, nhưng bất kể nói gì đi chăng nữa, anh cũng đã đến không gian do đối phương tạo ra. Cho dù phải trả một khoản phí thì cũng là điều nên làm. Vậy thì cô muốn gì? Chu Dương hỏi. Tiền, pháp khí, hay bùa hộ mệnh? Đó là tất cả những gì Chu Dương có thể nghĩ đến. Không, không, tôi đã là một tiên sư rồi, tôi không quan tâm đến những gì cậu nói, người phụ nữ lắc đầu. Chu Dương hơi sửng sốt, nếu không muốn những thứ này, cô ta còn có thể muốn cái gì? Ngoài những thứ có trong chiếc nhẫn không gian mà anh đang đeo chê y tay ra, anh cũng không thể lấy ra được thứ gì khác nữa. Về phần nhẫn không gian, người ta đã có thể mở ra không gian lớn như vậy, còn cần chiếc nhẫn nhỏ bé này của anh hay sao? Vì vậy Chu Dương bất lực nhún vai, cô nói thẳng ra là cô muốn cái gì đi. Chỉ cần tôi có, nhất định sẽ đưa cho cô. Tôi muốn cậu, người phụ nữ mỉm cười, giơ đôi tay ngọc ngà ra chỉ vào Chu Dương và nói. Tôi, Chu Dương sững sờ. Anh phản ứng ngay tức thì. Không phải tôi đã nói rằng tôi không muốn làm việc cho cô sao? Tại sao anh lại muốn tôi? Chu Dương tức giận nói, người phụ nữ này đã đạt tới cảnh giới tiên sư, làm sao có thể nói lời mà không giữ lời kia chứ? Không, không, cậu không hiểu ý của tôi. Tôi muốn cậu, nhưng không yêu cầu cậu làm việc cho tôi, cậu không hiểu hay sao? Người phụ nữ nói với vẻ hơi cạn lời. Là mình ra hiệu không đủ rõ ràng sao? Hình như đúng là mình ra hiệu không rõ ràng thật, bởi vì Chu Dương lại trả lời, cô muốn tôi chẳng phải là muốn để tôi làm công cho cô hay sao? Chứ không còn có thể làm gì được. Cho dù tôi không làm việc chê y công trường, nếu cô yêu cầu tôi về nhà quét dọn vệ sinh nhà cửa cho cô thì cũng là làm thuê mà. Ngoài những thứ này ra,
lẽ nào tôi còn có thể dùng được vào mục đích nào khác sao? Chương 1103, ăn bám. Chu Dương vẫn cảm thấy nữ tiên sư này có chút vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề, rõ ràng đã nói là không cần mình phải làm việc nữa, nhưng vừa quay qua quay lại đã bắt mình ở lại đây. Chu Dương cực kỳ phản cảm với kiểu lật lọng như thế. Lúc này, ông chú và những công nhân ở sau lưng đều tức tối khó chịu vì hành động của Chu Dương. Tên nhóc này đúng là một kẻ ngốc. Người ta đường đường là một tiên sư tìm cậu ta lấy lòng, cậu ta lại còn thẳng thắn cự tuyệt nữa chứ. Người anh em à, nếu cậu không được thì đổi tôi lên cho. Nhưng rất đáng tiếc, nữ tiên sư nhà người ta rõ ràng chỉ thích mình Chu Dương. Chú em à, cậu nói thật hay là đang giả vờ ngây ngốc với tôi thế, tiên sư kia cũng hơi mất kiên nhẫn, thật sự không hiểu tôi đang nói gì sao. Khó khăn lắm cô ta mới chịu hạ mình chủ động lấy lòng một hoàng đế võ giả, thế mà hoàng đế võ giả lại nghe không hiểu cô ta muốn nói gì. Đùa gì thế, dù sao cô ta cũng là một tiên sư, sao lại không cần sĩ diện chứ? Nhưng Chu Dương lại thật sự không hiểu vị tiên sư này đang nói gì. Không phải chứ, cô bị làm sao thế hả? Cái gì mà giả vờ ngây ngốc, chuyện này rõ ràng là lỗi của cô mà. Rõ ràng cô đã nói không bắt tôi phải làm việc nữa, sao lại còn muốn giữ tôi lại? Là cô lật lọng, sao lại nói tôi giả vờ ngu? Nữ tiên sư hơi sững sờ, cô ta đảo qua đảo lại trong mắt một chút, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Bây giờ cô ta dần tin rằng Chu Dương thật sự không hiểu ám hiệu của mình. Thú vị đấy. Quả thật mấy năm nay chưa từng gặp thanh niên nào ngây thơ như thế. Do đó, hứng thú của cô ta đối với Chu Dương lại càng nhiều hơn. Nữ tiên sư này vô cùng xinh đẹp, lại còn có thực lực mạnh mẽ, trong thế giới nhỏ này, cô ta cũng nổi tiếng là một nữ tiên sư xinh đẹp. Nhưng cô ta đã sống ở trong thế giới nhỏ này hơn 300 năm, vẫn chưa kết hôn và cũng không có bạn trai. Không có nguyên nhân khác, chỉ là vì nữ tiên sư này có sở thích đặc biệt, cô ta không thích những người đàn ông mạnh mẽ hơn mình, cô ta thích những thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn là mấy người yếu ớt. Chính là kiểu mấy thiên tài nhỏ bé không có danh tiếng gì nhưng vẫn có khí chất cao ngạo, rõ ràng thực lực không mạnh bằng cô ta nhưng lại vẫn muốn ngẩng cao đầu, mấy người này hợp với khẩu vị của cô ta nhất, khiến cô ta có cảm giác được chinh phục. Đáng tiếc, loại người này quá khó tìm. Thiên tài vốn đã hiếm thấy, huống chi còn là thiên tài ở trong thế giới nhỏ, có thiên tài nào mà không sớm vượt cấp trở thành tiên sư chứ? Những người đã đạt đến cảnh giới tiên sư, thì họ sẽ muốn đi chinh phục nữ tiên sư này, chứ không phải là bị cô ta chinh phục. Cho nên, từng ấy năm trôi qua, cô ta vẫn luôn độc thân. Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Dương, cô ta lập tức có cảm giác cuộc đời của mình cuối cùng cũng đã được thắp sáng. Quá tuyệt vời, Chu Dương này là người tình trong mộng mà cô ta mơ ước bao lâu nay. Hơn nữa nhìn bộ dạng bây giờ, có vẻ anh còn vô cùng đơn thuần, điều này càng khiến cô ta hưng phấn hơn. Thế là, nữ tiên sư bỏ qua hết những cảm giác khó chịu, lại chậm rãi đi về phía Chu Dương. Chú em, xem ra, cậu là thật sự không hiểu ý của tôi rồi. Nếu vậy, có muốn tôi nói lại một lần nữa cho cậu nghe không? Nữ tiên sư vừa nói, vừa đi tới trước mặt Chu Dương, duỗi một ngón tay ra nâng cái cằm Chu Dương lên. Ánh mắt Chu Dương lập tức trở nên hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng làm như mình rất bình tĩnh. Cô nói đi. Cô nói xem, tôi không hiểu chỗ nào. Chu Dương cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Nữ tiên sư nhìn thấy rõ ràng những biểu hiện của Chu Dương, cho nên cô ta càng hưng phấn hơn. Chính là loại cảm giác này. Ánh mắt bối rối, còn cố gắng làm như mình bình tĩnh lắm. Quả đúng là chú cún nhỏ lý tưởng để chơi trò chinh phục. Chú em, chị đây muốn cậu trở thành người đàn ông của chị, muốn cùng cậu làm những chuyện vui vẻ với nhau đó. Nói như vậy cậu đã hiểu chưa, nữ tiên sư vừa cười xấu xa vừa nói. Chuyện vui vẻ, lần này thì Chu Dương đã hiểu. Cho dù là anh, cũng không khỏi đỏ ửng cả mặt, cô gái này cũng mạnh bạo quá đi. Chuyện như này mà có thể nói một cách quang minh chính đại như thế được sao? Sẽ dạy hư trẻ con đó. Ồ, chỗ này hình như không có trẻ con thì phải, ngoại trừ Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, những người khác tất cả đều là lão yêu quái sống mấy trăm năm rồi. Có điều, những chuyện này cũng không thể nói quang minh chính đại như thế này được chứ. Những chuyện này là chuyện riêng tư cơ mà. Nhưng đối với nữ tiên sư và ông chú hoàng đế võ giả kia mà nói,
bọn họ đã sống mấy trăm năm nên đã sớm nhìn thoáng mấy chuyện này rồi. Quang minh chính đại nói thì đã là gì? Không chỉ có thể nói quang minh chính đại, mà cho dù làm chuyện này quang minh chính đại thì cũng chẳng sao. Chẳng phải chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt này thôi sao, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sống chết của những người bình thường rồi, bản thân họ cũng đã nhiều lần bỏ qua bến bờ sinh tử, trong mắt họ, chút chuyện này căn bản không phải chuyện gì lớn lao. Tuy nhiên, Chu Dương lại không giống họ. Quan niệm của Chu Dương, phần lớn vẫn bị ảnh hưởng bởi xã hội thế tục. Mặt anh đỏ ửng, bất giác lùi lại phía sau một bước. Cô đừng nói lung tung, tôi là người đã có vợ rồi. Tôi sẽ không phản bội vợ mình đâu, Chu Dương kiên định nói. Tạ Linh Ngọc ở sau lưng anh nghe thấy câu này, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Nói thế nào nhỉ, tất cả những thứ cô được chứng kiến từ khi đi cùng Chu Dương tới đây, đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cô. Hóa ra, đây là thế giới của Chu Dương sao? Một lời không hợp liền đánh. Ở chỗ này, dường như không bị quản lý bởi pháp luật, đạo đức hay nhân tính. Tất cả đều dựa vào sức mạnh để nói chuyện. Nắm đấm ai lớn thì người đó có quyền lên tiếng, mấu chốt là sức chiến đấu của những người ở đây đều cao đến mức độ cực kỳ khủng bố. Cảnh tượng lúc nãy Chu Dương đánh nhau với ông chú kia, Tạ Linh Ngọc được xem từ đầu đến cuối, đối với Tạ Linh Ngọc, cảnh tượng chiến đấu ấy có thể nói là long trời lở đất. Trong một môi trường như vậy, mà Chu Dương vẫn có thể giữ vững nguyên tắc, lựa chọn chống lại người có thực lực mạnh như thế kia, khiến Tạ Linh Ngọc cảm thấy vô cùng cảm động. Bây giờ, Chu Dương vì thể hiện sự thủy chung với cô, thẳng thừng từ chối người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong số những người đang có mặt ở đây. Thật sự Tạ Linh Ngọc vô cùng cảm động, nhưng cùng lúc cô cũng ý thức được một vấn đề. Những thứ xung quanh Chu Dương có cấp độ quá cao, vượt ra xa sự nhận biết của cô. Cô hoàn toàn không xứng với Chu Dương. Đồng thời, cô cũng tuyệt đối không thể để Chu Dương gặp phải chuyện gì ở đây chỉ vì cô. Chu Dương là một người đàn ông tiền đồ rộng mở, cô không thể làm một người cản trở con đường của anh. Cho nên, lúc này Tạ Linh Ngọc chủ động lên tiếng, Chu Dương, không cần phải để ý đến em đâu, em cũng không phản đối anh đồng ý với yêu cầu của nữ tiên sư này. Chương 1104, không thể nhúc nhích. Tạ Linh Ngọc đã hạ quyết tâm, cô muốn đuổi kịp Chu Dương, trở thành người giống Chu Dương. Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, nên việc lúc này cô cần phải làm là không trở thành gánh nặng cho Chu Dương. Càng không thể khiến Chu Dương vì cô mà đắc tội nữ tiên sư này. Cho dù Tạ Linh Ngọc không phải một người tu hành, nhưng cô cũng nhìn ra được, những người tu hành này đều là những người ra tay rất dứt khoát, nói đánh là đánh. Do đó, Tạ Linh Ngọc cũng có đầy đủ lý do để tin rằng, nếu Chu Dương thẳng thừng cự tuyệt nữ tiên sư này, vậy thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào còn sống sót rời khỏi công trường này được. Chu Dương, không cần để ý đến em đâu, yên tâm đi làm đi. Em tin tưởng anh nhất định làm được, Tạ Linh Ngọc làm một hành động cổ vũ với Chu Dương và dùng ánh mắt khích lệ nói với anh. Chu Dương cũng cạn lời. Vợ à, rốt cuộc là em đang cổ vũ cái gì, em khích lệ gì đấy? Em biết anh phải đi làm cái gì không? Loại chuyện này mà còn có thể cố lên sao? Và lại, em nói em tin tưởng anh có thể làm được là có ý gì đây? À đúng rồi, anh có được chuyện đó, hay không, em đúng là người hiểu rõ nhất. Nhưng chuyện này căn bản không thể nào. Xem ra, đây chính là vợ của cậu rồi, nữ tiên sư dùng ánh mắt hứng thú nhìn Tạ Linh Ngọc. Ồ, một người phụ nữ bình thường, thậm chí còn không phải người tu hành. Nữ tiên sư hơi bất ngờ nói, cậu nhóc, cậu nghĩ thế giới nhỏ này là chỗ nào vậy? Là vườn hoa nhà cậu à? Tới chỗ như thế này mà còn mang theo cô vợ là người bình thường này sao? Một câu thôi, nếu hai người muốn sống sót được trong cái thế giới nhỏ này e rằng là chuyện không thể nào, trừ phi cậu có thể kiếm được một chỗ dựa, ví dụ như tôi, cậu chắc chắn không suy nghĩ lại sao? Sau khi phát hiện Tạ Linh Ngọc là một người bình thường, nữ tiên sư không còn hứng thú với cô. Cô ta chỉ nói với Chu Dương. Trừ phi dựa vào tôi, bằng không chắc chắn hai người sẽ phải chết. Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần mình nói như vậy thì ít nhiều Chu Dương cũng sẽ do dự một chút. Thật không ngờ, Chu Dương căn bản cũng không thèm cân nhắc, anh nói thẳng tôi từ chối. Bảo tôi trở thành người đàn ông của cô ư, tuyệt đối không thể nào. Bởi vì tôi không hề yêu cô. Chu Dương là một người đàn ông rất trung thủy. Nói chung thủy có lẽ không thích hợp lắm, dù sao hiện giờ, anh cũng có một loại cảm giác rất đặc biệt với Thẩm Bích Quân.
Nhưng Chu Dương là một người đàn ông có nguyên tắc, anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với một người phụ nữ mà mình không có cảm tình. Tình cảm mới là tiền đề để hai người vui vẻ bên nhau. Ái chà, rất có cá tính đấy. Sao hả, không có tình cảm thì sao chứ? Cùng chị đây vào phòng lên giường, cậu còn chịu thiệt thòi không bằng, nữ tiên sư dùng ngữ khí trêu tức hỏi ngược lại. Cô ta cũng không hề nóng vội. Ngược lại, cô ta thích loại cảm giác này, cô ta thích cái thái độ kiêu ngạo cứng đầu của Chu Dương. Không quan tâm ai là người thiệt thòi, Chu Dương cũng không tiện nói mình thiệt thòi, nhưng ông đây sẽ không bao giờ phát sinh bất cứ quan hệ nào với cô, hiểu chưa? Tôi quả thật đã mạo muội tiến vào chỗ của cô, tôi cũng không định giở trò, nếu như cô muốn bồi thường, tôi có thể bồi thường cho cô. Nhưng nếu cô có ý đồ gì với tôi, thì tuyệt đối không thể được, Chu Dương kiên định nói. Cậu chắc chứ, nữ tiên sư cười. Nếu Chu Dương không giãy giụa phản đối thì cũng không có gì hay. Tôi chắc, Chu Dương nói. Thế thì dễ nói thôi, cậu cảm thấy, cậu là đối thủ của tôi sao, nữ tiên sư nói. Chu Dương hơi sững sờ, đây là ý gì? Đối thủ, đương nhiên là không phải rồi, mình chỉ là một hoàng đế võ giả thôi, làm sao có thể là đối thủ của tiên sư được chứ? Chu Dương lắc đầu, tôi không phải là đối thủ của cô, nhưng thế thì sao? Tôi sẽ không khuất phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không khuất phục, có lúc, lời cậu nói không được tính, là một hoàng đế võ giả, chẳng lẽ cậu lại không rõ đạo lý này sao? Nữ tiên sư khẽ vẫy tay một cái, một năng lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thể Chu Dương. Chu Dương theo bản năng muốn phóng chân khí ra để chống cự, nhưng anh chợt phát hiện, anh lại không điều động được chân khí của mình. Chuyện quái gì thế này? Không chỉ là không điều động được chân khí trong cơ thể, thậm chí ngay cả cơ thể của Chu Dương cũng không thể động đậy được. Lực lượng vô hình kia đã trói chặt anh lại. Cô muốn làm gì? Chu Dương cau mày hỏi. Anh có dự cảm bất an. Làm gì hả, nữ tiên sư Liota khóe môi của mình, chú em à, chẳng lẽ cậu vẫn chưa rõ sao? Tôi muốn vui vẻ với cậu, nhưng cậu lại không đồng ý, nếu vậy, tôi cũng chỉ có thể chủ động tìm kiếm vui vẻ mà thôi. Bây giờ, cậu không thể từ chối tôi được nữa rồi. Đúng là không làm gì được, không thể nhúc nhích thì lấy gì để chống đối đây. Bây giờ dù động một đầu ngón tay Chu Dương cũng phí sức, ngay cả muốn tự sát cũng không thể. Đương nhiên, Chu Dương chưa đến mức vì chuyện này mà tự sát. Chẳng qua là anh cảm thấy hơi mất mặt thôi. Trước mặt nhiều người như vậy, nữ tiên sư này lại đối phó với mình bằng cách này. Không phải chứ, tôi nói này, làm thế cũng có ảnh hưởng không tốt với cô mà, Chu Dương muốn thuyết phục cô ta. Tôi còn không quan tâm, chẳng lẽ cậu lại quan tâm sao, nữ tiên sư hỏi ngược lại, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển chê y người Chu Dương. Chú em, có phải bây giờ cảm thấy mình rất bất lực không? Chu Dương cạn lời, đương nhiên là bất lực rồi. Bị một người phụ nữ giam cầm lại, chuyện này mất mặt cỡ nào chứ? Anh ngẩng đầu nhìn về phía ông chú và những công nhân kia, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy sự chế giễu từ trong mắt của bọn họ. Nhưng thứ mà anh nhìn thấy đều là sự ngưỡng mộ. Không sai, ngưỡng mộ. Tình huống này, có lẽ bất kể người đàn ông nào cũng sẽ ngưỡng mộ. Cũng chỉ có trai thẳng như anh mới cảm thấy mất mặt thôi. Không vùng vẫy nữa à? Hay là có thủ đoạn gì? Nữ tiên sư đặt Chu Dương nằm xuống đất và ngồi xổm ở bên cạnh anh, nói, nếu như cậu đã không giãy giụa nữa, thế thì tôi vào việc chính đây. Vào việc chính, bây giờ Chu Dương đúng là khóc không ra nước mắt. Có cần phải chơi tuyệt tình như thế không người đẹp? Chúng ta có chuyện gì không thể từ từ thương lượng sao? Rất đáng tiếc. Nữ tiên sư này không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, chỉ cảm thấy hứng thú với Chu Dương. Lúc này Chu Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cầu nguyện. Nữ tiên sư đắc ý khẽ cười một tiếng, cô ta rất thích vẻ mặt này của Chu Dương. Cảm giác này khiến cô ta hưng phấn nhất, nôn nóng muốn bắt đầu vui vẻ, nhưng ngay lúc này, đôi mắt đang nhắm lại của Chu Dương bỗng nhiên lại một lần nữa mở ra. Mà lần này, khí chất cả người Chu Dương đều thay đổi hoàn toàn. Trong mắt của anh lộ ra một sự bá đạo và uy nghiêm khó mà làm lơ được. Đừng nói những hoàng đế võ giả kia, ngay cả nữ tiên sư nhìn vào ánh mắt của anh, đều cảm thấy áp lực lớn như ngọn núi, tựa như đang nhìn vào mắt của một con quái thú. Chương 1105, Tối Thượng Hoàng Đế. Xảy ra chuyện gì vậy?
Sao hoàng đế võ giả nhỏ bé này lại đột nhiên có được khí thế bức người như thế? Khí thế bức người này khiến tiên sư đó cảm thấy ngạt thở. Rốt cuộc cậu là ai? Ngay từ đầu nữ tiên sư đó đã cảm thấy có gì không đúng. Thái độ này của Chu Dương tuyệt đối không thể là một hoàng đế võ giả bình thường. Hoàng đế võ giả không thể có khí thế bức người này. Chu Dương trợn tròn mắt, lạnh lùng liếc nhìn đám người, sau đó cơ thể khẽ run lên, anh đấu lại sự trói buộc của nữ tiên sư, rồi anh từ mặt đất đứng lên. Sau khi đứng dậy, Chu Dương cũng không làm chuyện gì kỳ quái, anh như một người vừa tỉnh lại sau một hồi mất trí nhớ, quan sát thế giới này bằng ánh mắt tò mò. Anh nghiêng đầu nhìn về nữ tiên sư, cô gái, vừa nãy cô muốn làm gì tôi vậy? Chu Dương hỏi với giọng hơi trêu đùa. Sắc mặt của nữ tiên sư thay đổi nhẹ, giờ cô ta không thích Chu Dương nữa. Vì kiểu cô ta thích là thiên tài có thực lực yếu ớt nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng với tình hình như hiện giờ của Chu Dương, do thực lực quá mạnh và quá bá đạo nên cô ta không thích. Trong thế giới nhỏ có rất nhiều tiên sư đều rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng bá đạo, những người như vậy không hiếm, chỉ là nữ tiên sư không thích mà thôi. Nên cô ta đã từ chối Chu Dương, hơi cảnh giác nói, xin lỗi, tôi không muốn làm gì cậu cả. Nói mới nhớ, rốt cuộc cậu là ai? Có phải cậu cố ý giả bộ như vừa rồi để lừa tôi không? Ánh mắt nữ tiên sư hiện ra vẻ nghi ngờ. Cô ta nghĩ có thể là người nào đó biết sở thích của cô ta nên Chu Dương mới biến thành dáng vẻ đó, giả làm một hoàng đế võ giả vô cùng tài ba để giành được cảm tình của cô ta. Nhưng cô ta đã nhanh chóng xua tan lo nghĩ này. Vì từ đầu tới cuối Chu Dương không có ý định lấy cảm tình của cô ta. Lừa cô, không, tôi đâu nhàm chán như vậy. Cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi không để ý gì tới cô, Chu Dương nói, có điều bị một người phụ nữ vây bắt sẽ là nỗi sỉ nhục với tôi. Cho nên tôi phải bắt cô trả giá cho sự sỉ nhục này. Nói xong, Chu Dương bắt trước động tác cong tay gảy ra của nữ tiên sư, đổi lại đến lúc này nữ tiên sư không thể động đậy nữa. Sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên lại lớn như thế. Những công nhân đó cũng hoàn toàn sững sờ. Rõ ràng Chu Dương chỉ là một hoàng đế võ giả, tại sao lại có sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ chàng trai này là tối thượng hoàng đế trong truyền thuyết, ông chú tự lẩm bẩm một mình. Cái gì cơ, tối thượng hoàng đế, cái đó chắc chỉ có trong truyền thuyết, lừa gạt người thôi. Cái đó tồn tại trên y đời thật sao, mọi người xôn xao nói. Tối thượng hoàng đế là một con đường khác của người tu hành trong truyền thuyết. Ai cũng biết thực lực đỉnh cao của võ giả là hoàng đế võ giả, khi một người đã vượt qua cảnh giới hoàng đế võ giả thì tức là đã vượt qua cảnh giới của người phàm, trở thành thiên sư. Đây là cách tu hành của số đông. Cũng là quá trình phát triển của hầu hết mọi người. Nhưng trong truyền thuyết, có một kiểu người khác không cần tuân thủ quy tắc này. Tối thượng hoàng đế võ giả, hoàng đế người phàm, nhưng hoàng đế là gì? Hoàng đế chắc là ngôi vua, là con cưng độc nhất vô nhị của trời. Thứ này không thể là một cảnh giới. Hình như cứ là thiên tài thì đều có thể thông qua tu hành, trở thành hoàng đế của người phàm. Nhưng thực tế hoàng đế chỉ có một. Hoàng đế thật sự ngang ngửa tiên sư. Người như này được gọi là tối thượng hoàng đế. Với họ hoàng đế võ giả đã là đỉnh cao trong con đường tu hành rồi. Họ sẽ không thể vượt qua cảnh giới tiên sư, nhưng với cảnh giới hoàng đế võ giả đã đủ để họ đánh thắng cảnh giới tiên sư. Thậm chí còn có thể đánh thắng người tu hành tầng cao. Tối thượng hoàng đế không bao giờ thua. Sau khi nữ tiên sư nghe thấy từ này, ánh mắt bỗng thay đổi, cậu là tối thượng hoàng đế. Chu Dương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, anh lắc đầu cười nói, tôi không biết các người đang nói gì. Nhưng nói gì cũng chẳng quan trọng, tôi chỉ cảm thấy bản thân tôi hiện giờ có thể làm mọi thứ. Dường như nếu tôi muốn thì không có chuyện gì tôi không làm được. Mấy chuyện vừa xảy ra là do tôi không muốn làm nên tôi thoát khỏi sự trói buộc của cô. Nghe có vẻ hơi lạ, đột nhiên Chu Dương từ hoàng đế võ giả tỉnh dậy đã đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế. Nhưng chê y thực tế đó chính là một bước ngoặt chuyển tiếp. Chu Dương vốn đã đạt tới đỉnh cao của hoàng đế võ giả. Trong môi trường thế giới nhỏ này, chân khí lại rất dày nên trong thoáng chốc Chu Dương đã vượt qua được trở ngại, anh chỉ cần chút thời cơ nữa thôi. Sự ép buộc của nữ tiên sư vừa hay chính là thời cơ. Là một người đàn ông, anh cũng không khó chịu về chuyện mà nữ tiên sư trói buộc anh lại. Nhưng không khó chịu không đồng nghĩa với việc anh có thể chấp nhận.
Dù như nào nếu anh phải vui vẻ với nữ tiên sư, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không để nữ tiên sư ở phía chê y anh. Lòng tự trọng của Chu Dương mách bảo anh có thể chấp nhận chuyện này, nhưng nhất định phải do anh chủ động đồng ý, chứ không thể để chuyện bất lực này xảy ra. Việc không cam lòng trở thành một thời cơ, anh rất mong bản thân có thể mạnh mẽ hơn, có thể thoát khỏi cảnh bất lực này. Cho nên khi anh nhắm mắt cảm nhận và ứng phó thì bỗng đột phá cảnh giới hoàng đế võ giả, đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế. Anh cũng là người duy nhất có thể phá vỡ được cảnh giới tối thượng hoàng đế trong thời đại này. Sự ra đời của anh khiến nữ tiên sư rơi vào tuyệt vọng. Sau khi xác nhận được thân phận của Chu Dương, ông chú và đám công nhân có cảnh giới hoàng đế võ giả kia bỗng xúc động. Họ lại nằm sấp xuống đất lần nữa, thành kính quỳ trước Chu Dương, bái kiến Ngô Hoàng. Tối thượng hoàng đế là cao nhất, nó đại diện cho trình độ cao nhất trong cảnh giới người phàm. Chống lại tiên và lẽ trời bằng cơ thể của người phàm. Điều này quả là niềm kiêu hãnh của hoàng đế võ giả. So ra thì họ càng có lý do để đi theo tối thượng hoàng đế như Chu Dương. Chu Dương quay đầu liếc nhìn bọn họ, trong ánh mắt không có quá nhiều dao động. Anh là niềm tự hào của hoàng đế võ giả sao? Anh không biết, nhưng nó cũng không quan trọng vì anh biết rõ suy nghĩ của mình. Nếu mọi người muốn vượt trội thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân và cả sự đoàn kết. Chu Dương nói, nghe đây, dù tôi chỉ huy các người đánh thắng người phụ nữ này, nhưng về sau chưa chắc tôi đã đối xử với các người tốt hơn người phụ nữ này. Muốn có quyền lợi phải tự mình giành lấy mới được. Chương 1106, Hoàng đế tiên sư. Trong cái thế giới nhỏ này, luật lệ vô cùng tàn nhẫn. Mỗi tiên sư đều là chư hầu một phương, hoàng đế võ giả có thực lực kém hơn một chút thậm chí không có một chút địa vị nào. Nếu muốn sống sót, họ phải đi theo một vị tiên sư nào đó. Mà những tiên sư này đều rất tàn nhẫn, họ không hề coi những hoàng đế võ giả này là con người. Chê y thực tế, đối với một tiên sư mà nói, họ có thể dễ dàng mở ra một không gian, rời núi lấp biển, thậm chí là đi chê y không chung. Đối với họ, xây một căn nhà hẳn là một vấn đề vô cùng đơn giản. Nhưng trong thế giới này không có tiên sư nào tự mình xây nhà, họ cũng kiếm một công trường giống như ở ngoài đời thường rồi để các hoàng đế võ giả làm cu li xây nhà cho mình. Chẳng thế mà nhà xây thế này chắc chắn là thoải mái nhất rồi. Nghe nói có một vị tiên sư có ngôi nhà của riêng mình, diện tích mấy trăm nghìn mét vuông, sang trọng đến mức căn bản không thể tưởng tượng được. Và đây đều là do những hoàng đế võ giả vất vả cực nhọc chuyển từng viên gạch một để tạo nên. Vì vậy, những hoàng đế võ giả này cũng rất muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tiên sư. Giờ đây, cơ hội đã đến, họ thấy Chu Dương đã đạt đến cấp bậc tối thượng hoàng đế, là người duy nhất có thể chiến đấu với tiên sư ở cảnh giới hoàng đế võ giả, họ lập tức trở nên phấn khích và xin thề nguyện đi theo Chu Dương. Nhưng trước cảnh tượng như vậy, Chu Dương lại từ chối. Chu Dương nói, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ đi theo người khác một cách mù quáng, giả như tôi còn xấu xa hơn tiên sư này thì sao? Chỉ khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Sau khi nói chuyện với các hoàng đế võ giả kia, Chu Dương chỉ phớt lờ họ. Dù sao thì anh và họ không phải bạn cũng chẳng phải thù. Những người này không hẳn là người tốt, cách đây không lâu họ đã định giết Chu Dương. Có thể nhắc nhở họ như vậy là Chu Dương đã nhân nghĩa hết mức rồi. Anh hướng ánh mắt về phía tiên sư kia. Hiện giờ cô ta đã bị anh giam cầm, không thể động đậy, hai cực bị đảo ngược, vị trí của hai người cũng hoán đổi lại. Lúc nãy cô nói là thích tôi hả, giọng điệu Chu Dương đầy trêu chọc. Nữ tiên sư lắc đầu nguầy nguậy. Người mà cô ta thích là Chu Dương khi nãy, bản thân là một tiên sư nên tính hiếu thắng của cô ta rất cao. Khi đối mặt với tình cảm, cô ta cũng buộc phải là phía có thế mạnh hơn thì mới cảm thấy dễ chịu được. Nhưng bây giờ người chiếm ưu thế là Chu Dương nên cô ta lập tức không vui vẻ gì nữa. Không vui à, nhưng cô có thể làm gì? Giờ những lời cô nói còn có giá trị gì sao? Lúc nãy ông đây cầu xin cô thì cô cũng đâu có định nhẹ tay đâu. Thích tôi chứ gì, giờ tôi sẽ thỏa mãn cô ngay, Chu Dương mặt mày hỉ hả vỗ vỗ má của nữ tiên sư. Thật ra anh không định làm gì cô ta. Anh chỉ muốn cho cô ta hiểu rằng làm khó người khác không phải là một thói quen tốt. Tại sao không cân nhắc đến cảm xúc của người khác? Nếu như cô đã không muốn cân nhắc đến cảm xúc của người khác, vậy thì tôi sẽ để cô đứng chê y góc độ của người bị hại để xem xét vậy.
làm khó người khác thoải mái lắm đúng không? Nhưng người bị làm khó thì không hề vui vẻ chút nào. Nhìn thấy bộ dạng nữ tiên sư giấy giụa tuyệt vọng, Chu Dương nở nụ cười, được rồi, tôi trêu cô thế thôi. Tôi không phải loại người giống như cô, tôi chỉ muốn làm cô hiểu rằng đôi khi có thể tha được thì nên tha cho người ta. Bây giờ tôi có thể thả cô đi, dù sao, quả thực là tôi đã bước vào không gian do cô tạo ra, nói đúng ra thì tôi cũng nợ cô. Nhưng xem xét chuyện vừa rồi cô ép tôi, thì chúng ta coi như huề, tôi cũng không nợ cô cái gì nữa. Bây giờ tôi có một vấn đề cần hỏi cô. Mục đích quan trọng nhất của Chu Dương khi đến thế giới nhỏ này là để điều tra xem rốt cuộc tiên sư nào đã ra tay với Thẩm Bích Quân. Anh không có hứng thú với việc trêu chọc vị nữ tiên sư này. Thế giới nhỏ này có bao nhiêu tiên sư, Chu Dương hỏi. Không biết, vấn đề này ai mà biết được, trong thế giới nhỏ này toàn là tiên sư, nhiều không kể xiết, ai mà biết rốt cuộc có bao nhiêu người, tiên sư nói với vẻ bướng bỉnh. Cô ta chỉ tùy tiện đáp một hồi như để thể hiện rằng cô ta không hề sợ Chu Dương. Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm đến thái độ của cô ta, phụ nữ ấy mà, có lòng hiếu thắng cũng là chuyện thường tình. Giữ lại cho cô ta chút tôn nghiêm cũng không sao cả, chỉ cần bản thân mình có được đáp án mà mình cần là được, xem ra thực sự có rất nhiều tiên sư, như thế quả thực hơi phiền phức rồi đây. Vậy có phải đám tiên sư các cô ai cũng có thể tùy tiện xuống thế giới phàm tục quấy nhiễu họ không? Có quá nhiều tiên sư, chắc chắn Chu Dương không thể điều tra từng người một. Vì vậy, cách duy nhất của anh là đưa ra một điều kiện, sàng lọc tất cả những tiên sư này, thu hẹp phạm vi mục tiêu. Chỉ bằng cách này, anh mới có thể tìm ra tên tiên sư đã động tay động chân với Thẩm Bích Quân. Không phải, sở dĩ tiên sư chúng tôi muốn tiến vào thế giới nhỏ là bởi vì thực lực của tiên sư quá mạnh, đã chạm tới đỉnh cao của nền văn minh siêu hình rồi. Nếu có quá nhiều tiên sư trong thế giới phàm tục thì sẽ Kaiota siết hoạt các quy luật hủy diệt của tự nhiên. Kết cục là một nền văn minh phải bị hủy diệt, điều này không thể thay đổi được. Cho nên trong tiên sư có một quy tắc sắt đá, đó là tất cả các tiên sư không được phép can thiệp vào thế giới phàm tục. Nếu thực sự có tình huống đặc biệt, nhất định phải báo cáo với Hoàng đế tiên sư. Chỉ sau khi được sự đồng ý thì mới có thể can thiệp vào thế giới phàm tục. Nữ tiên sư đáp. Và câu trả lời của cô ta cũng chứng minh suy đoán trước đó của Chu Dương. Sự kết thúc của nền văn minh là sự hủy diệt, và sự phát triển của siêu hình học đã đạt đến một điểm dừng nhất định, vì vậy những tiên sư này đã mở ra một thế giới nhỏ để che giấu nền văn minh của họ. Điều này cũng dẫn đến thực tế là trong thế giới phàm tục sau này, mọi người đều cho rằng siêu hình học thực sự không tồn tại. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy không thể hiểu nổi một số thứ còn sót lại từ siêu hình học. Rõ ràng là một nền văn minh lạc hậu như vậy, tại sao lại để lại một thứ gì đó tân tiến khiến người ta phải sợ hãi đến thế? Đó là bởi vì sự phát triển của siêu hình học đã sớm vượt qua khoa học. Chỉ là những người tinh thông siêu hình học này đã phá hủy tất cả thành quả của họ và giấu chúng đi. Chu Dương không ngờ rằng một thứ như tiên sư lại còn có cả Hoàng đế tiên sư. Hoàng đế tiên sư ở nơi nào? Chu Dương hỏi thẳng. Có Hoàng đế tiên sư. Đối với anh mà nói lại là một chuyện tốt, ở một mức độ nào đó có thể bớt được rất nhiều bước. Chỉ cần hỏi Hoàng đế tiên sư, anh sẽ có thể nhanh chóng điều tra ra là tiên sư nào đã xâm nhập vào thế giới phàm tục, giở trò với Thẩm Bích Quân. Cậu hỏi cái này làm gì? Nữ tiên sư cười mỉa câu hỏi của Chu Dương, thật là buồn cười chết mất, không phải cậu định đi tìm Hoàng đế tiên sư đấy chứ? Chương 1107, lực phá vạn pháp. Ha ha. Đừng nói là cậu nghĩ cậu là nhân vật quyền thế thật nhé. Không phải chứ. Nữ tiên sư cười nhạo một tiếng, chú em, cậu đúng là ngây thơ, cậu cảm thấy bản thân đã đột phá được một cảnh giới, đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế nên dám thách thức hoàng đế tiên sư sao? Tối thượng hoàng đế là khỉ gì? Suy cho cùng cũng chỉ là hoàng đế võ giả nhỏ bé, còn hoàng đế tiên sư là hoàng đế trong các tiên sư. Cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng tôi thì có thể khiêu chiến Hoàng đế tiên sư thật sao? Khờ khảo. Chu Dương không nói nên lời. Này, ông đây nói muốn khiêu chiến Hoàng đế tiên sư khi nào? Anh chỉ muốn hỏi vài vấn đề thôi mà. Nếu đến khi đó phải đánh nhau thật thì đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng từ đầu đến cuối Chu Dương cũng không ra vẻ tự cao tự đại, và có kêu muốn khiêu khích Hoàng đế tiên sư đâu. Rốt cuộc nữ tiên sư này đang đắc ý cái gì? Mà dù ông đây có nói muốn khiêu khích Hoàng đế tiên sư thì đã sao?
Nói thẳng dù ông đây có kém cỏi thì ông đây vẫn mạnh hơn cô. Nếu có bị chế giễu cũng chẳng tới lượt cô chế giễu đâu nhỉ. Chẳng thể hiểu nổi trong đầu nữ tiên sư này đang suy nghĩ cái quỷ gì. Nhưng Chu Dương không muốn nói nhiều với cô ta, cô cứ nói tôi biết Hoàng đế tiên sư đang ở đâu là được rồi. Chu Dương sốt ruột nói. Cậu có chắc là muốn đi, nữ tiên sư nhìn chằm chằm Chu Dương hỏi. Tôi chắc chắn, Chu Dương trả lời. Vậy được, tôi dẫn cậu đi, cậu cởi trói cho tôi, nữ tiên sư ngọ ngoại. Chu Dương cau mày, thật ra anh không hề nói muốn nữ tiên sư dẫn đường cho anh, chỉ cần chỉ đường cho anh là được. Nhưng anh vẫn cởi trói cho nữ tiên sư. Không cần vất vả vậy đâu, cô cứ chỉ đường cho tôi tự đi được rồi. Chu Dương hơi ngại, anh cảm thấy anh làm phiền người khác quá rồi. Ha ha, yên tâm đi, cậu tưởng tôi tốt bụng mới dẫn cậu đi sao? Nữ tiên sư bò dậy khỏi mặt đất, vừa vận động cơ thể vừa nói, tôi không tốt vậy đâu, sở dĩ tôi dẫn cậu đi là vì tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu bị Hoàng đế tiên sư dễ dàng đánh bại mà thôi. Hơn nữa tôi không thể chỉ đường, thế giới nhỏ là không gian do vô số các tiên sư cùng nhau sáng lập ra, từng điểm tiếp nối trong một không gian không cố định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến động. Muốn tìm Hoàng đế tiên sư chỉ có thể dùng con dấu mà Hoàng đế tiên sư để lại cho các tiên sư để cảm ứng. Nói cách khác, không ai biết vị trí cụ thể của Hoàng đế tiên sư ở đâu cả. Nhưng mọi tiên sư đều có thể tìm được Hoàng đế tiên sư bởi Hoàng đế tiên sư đã để lại cho họ con dấu, hai bên có thể cảm ứng vị trí của đối phương thông qua con dấu. Nếu đã như vậy Chu Dương cũng không từ chối nữa, làm phiền cô rồi. Sơi, giả bộ, nữ tiên sư bĩu môi coi thường, đã nói rồi, bà đây không cần cậu cảm ơn, bà đây không phải người tốt, cũng không có lòng tốt. Chu Dương cười thầm, lúc này anh mới phát hiện nữ tiên sư này cũng thú vị phết. Có lẽ cô ta không phải người tốt, chỉ hơi phóng khoáng mà thôi. Còn lý do cô ta muốn số hoàng đế võ giả đó làm việc cho cô ta cũng rất dễ hiểu, bởi vì trong thế giới nhỏ này mọi người đều làm vậy. Một người phụ nữ phóng khoáng như cô ta không ích kỷ nhưng cũng không phải người tốt, chỉ làm theo quy tắc mà người khác đặt ra. Chu Dương gật đầu, vậy tôi không nói cảm ơn nữa. Dẫn đường đi. Nữ tiên sư liếc nhìn anh rồi liếc sang Tạ Linh Ngọc, các người nhớ theo sát đó. Vừa dứt lời cô ta đã hóa thành một sự ảnh màu trắng bay lên trời. Đi chê y không? Không hổ danh là tiên sư. Hơn hẳn người phàm, chân khí trong người đã đủ để điều khiển quy luật tự nhiên rồi. Lý do mà họ được gọi là tiên sư là vì theo một ý nghĩa nào đó họ đã không được coi là người phàm nữa. Ví dụ Chu Dương là hoàng đế võ giả, là đỉnh cao của võ giả. Nhưng anh có mạnh như nào cũng chỉ tăng cường thêm sức mạnh và tăng thêm chân khí trong cơ thể mà thôi, chứ anh vẫn phải tuân theo quy luật tự nhiên. Còn tiên sư đã hiểu quy luật tự nhiên, chân khí trong cơ thể họ có thể hòa nhập với quy luật tự nhiên đồng thời có thể điều khiển quy luật tự nhiên. Cho nên họ có thể tạo ra không gian, có thể đi chê y không, những chuyện này chỉ có người nắm được quy luật tự nhiên mới làm được. Còn hoàng đế võ giả dù có mạnh đến đâu cũng không làm được chuyện này. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tuy Chu Dương là tối thượng hoàng đế nhưng anh vẫn thuộc cảnh giới hoàng đế võ giả chứ không được coi là tiên sư. Cho nên anh không nắm được quy tắc tự nhiên, về lý mà nói anh cũng không thể làm mấy chuyện như sáng lập không gian hay đi chê y không. Nữ tiên sư đứng chắp tay sau lưng ở chê y trời, nhìn Chu Dương bằng ánh mắt khinh thường nói, sao? Chú em theo kịp tốc độ của tôi không? Một người bay, một người chạy bộ, đương nhiên Chu Dương không theo kịp tốc độ của cô ta. Nếu đánh nhau nữ tiên sư không phải đối thủ của Chu Dương, nhưng chuyện này thì không làm khó nổi cô ta, lúc này cô ta đang chê cười Chu Dương. Chu Dương ngẩng đầu nhìn cô ta, khóe miệng bỗng nở nụ cười. Yên tâm đi, dù cô có nhanh đến đâu tôi vẫn có thể theo kịp. Nói xong Chu Dương cõng Tạ Linh Ngọc lên, lao nhanh về phía trước. Tốc độ ngày một nhanh, sau đó bay vụt lên. Con ngựa này khiến người ta sững sờ. Có cả thao tác này sao? Nữ tiên sư tít chê y trời cao sau khi bay được một đoạn cô ta ngoảnh lại đằng sau, cơ mặt xinh đẹp chê y mặt của cô ta bỗng co rúm lại. Chạy mãi rồi bay lên luôn. Chuyện này là sao? Phải, đúng là Chu Dương không biết bay, vì anh không hiểu rõ quy luật tự nhiên, chân khí trong cơ thể không thể hòa nhập với quy luật tự nhiên. Nhưng anh đã đạt tới cảnh giới tối thượng hoàng đế, chân khí trong người anh lớn mạnh như biển cả. Không bay thì làm gì?
chỉ cần anh chạy đủ nhanh là anh có thể chạy chê y không. Và nếu chạy nhanh hơn thì ắt sẽ bay mà. Rất đơn giản. Sáng lập không gian, rời núi và lấp biển, mấy thứ đó Chu Dương đều không làm được. Nhưng anh có thể xé không gian, xé nát không gian bằng sức mạnh tuyệt vời rồi vò nặn ra một không gian mới. Rời núi lấp biển đơn giản hơn, anh không hiểu quy luật tự nhiên nhưng anh có thể dùng sức mạnh to lớn của mình để rời núi lấp biển. Người xưa nói rất đúng, dù cô có hiểu biết mấy thứ không thiết thực nhiều như nào cũng không bằng một lực phá vạn pháp của ông đây. Tôi chỉ là một người phàm, không hiểu mấy quy tắc đó của các người, nhưng điều đó chẳng sao cả, một khi tôi đủ mạnh thì tôi sẽ là người đặt ra quy tắc. Chương 1108, anh gian lận. Chu Dương đi chê y không, theo sát phía sau nữ tiên sư đang bay giữa trời. Cơ mặt chê y mặt nữ tiên sư co rút một lúc rồi tiếp tục dẫn đường. Không thì biết nói gì nữa. Cô ta không muốn lộ ra vẻ mặt kinh sợ của mình. Cô ta muốn thể hiện vẻ vinh váo tự đắc, chứ đừng hòng bắt cô ta chịu thua trước Chu Dương. Hừ, dù cậu đi được chê y không thì đã sao? Đợi gặp được Hoàng đế tiên sư xong cậu sẽ phải hối hận, nữ tiên sư thầm nghĩ rồi đẩy nhanh tốc độ bay. Tính ra diện tích của thế giới nhỏ này quả thật vô cùng rộng lớn. Chu Dương đi chê y không ở đằng sau nữ tiên sư. Hai người bay đúng 2 ngày 2 đêm mới tới nơi được gọi là Vương Phủ Tiên Sư. Từ chê y trời nhìn xuống Vương Phủ Tiên Sư này rất nguy nga hùng vĩ, diện tích mấy chục nghìn mét vuông rộng tương đương với 4-5 sân bóng. Tòa nhà bên trong cao chót vót, người hầu ra ra vào vào làm đủ mọi việc vặt. Trong lòng Chu Dương bỗng kinh hãi, biết bao người bận rộn túi bụi, mục đích chỉ là để nâng cao chất lượng cuộc sống của một người. Nếu người này không có thực lực thì cũng chỉ là một công cụ. Khi tới nơi sắc mặt nữ tiên sư bỗng trở nên nghiêm túc, không còn thái độ kiêu ngạo như lúc đối diện với Chu Dương. Thậm chí cô ta không dám bay ở chê y trời nữa, lúc chỉ cách Vương Phủ Tiên Sư 1-2 cây cô ta đã tiếp đất. Thú vị đó, thì ra trong thế giới nhỏ này cũng có người mà cô sợ à, Chu Dương đầy thích thú nhìn nữ tiên sư và nói. Trong ấn tượng của anh, nữ tiên sư là một người phụ nữ vô cùng phóng khoáng, tính tình hết sức nóng nảy. Ngay cả khi bạn nhấn cô ta xuống dưới đất để đánh, cô ta cũng không nhận sai. Nhưng giờ đây người phụ nữ này lại lộ ra thái độ nghiêm túc. Hơn nữa vừa mới tới trước cửa vương phủ, còn chưa gặp Hoàng đế tiên sư mà đã sợ như vậy rồi. Nếu gặp Hoàng đế tiên sư thật chẳng lẽ người phụ nữ này sẽ quỳ xuống luôn sao? Chu Dương hơi tò mò. Cậu im mồm cho tôi, trước lời chế giễu của Chu Dương, nữ tiên sư hung dữ chửi lại, nghe đây nhóc con. Cậu muốn tự tìm đường chết như nào thì kệ cậu, nhưng đừng có lôi tôi vào. Cậu vốn không hiểu nổi sự khủng bố của Hoàng đế tiên sư nên mới dám hung hăng như thế. Nhưng có hung hăng thì cũng kệ, dù gì tôi cũng tới để coi trò cười của cậu, nhưng cậu không được nói xấu gì về tôi với Hoàng đế tiên sư, hai chúng ta vốn không có quan hệ gì. Nữ tiên sư này muốn phủi sạch quan hệ với Chu Dương trước. Xem ra cô ta đã sợ Hoàng đế tiên sư tới một mức nhất định. Chu Dương càng lúc càng tò mò về Hoàng đế tiên sư đó. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Rốt cuộc anh ta là một người như nào? Yên tâm đi, tôi sẽ làm không liên lụy tới cô đâu, Chu Dương lắc đầu nói, vốn chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì mà. Hai người bước vào cổng vương phủ tiên sư. Chiếc cổng này không đóng, mà trước cổng cũng chẳng có người canh phòng. Còn về những người làm việc trong này như thể họ cũng chẳng thấy Chu Dương và nữ tiên sư đến, ai làm việc của người đó, giống như cái xác không hồn. Này, nơi này không có người dẫn đường luôn à, Chu Dương gãi đầu nói. Tôi đã nói rồi, cậu ngậm miệng lại đi được không, nữ tiên sư khẽ trách mắng, nhưng cô ta vẫn giải thích kỹ càng, không có ai dám xông vào vương phủ tiên sư. Vì vậy nơi này cũng không cần người canh gác hay là dẫn đường. Ai muốn tìm Hoàng đế tiên sư thì chỉ cần cảm ứng bằng con dấu là có thể chủ động tìm được vị trí của Hoàng đế tiên sư. Vậy à, Chu Dương gật đầu, vậy rốt cuộc anh chàng này ở phòng nào? Ăn nói tôn trọng chút, nữ tiên sư hơi lo, im mồm đi, ngoan ngoãn đi theo tôi là được. Vương phủ này quả thật rất lớn, họ đi hết trang viên này tới trang viên khác, qua hết phòng này đến phòng khác, sau cùng họ tới một trang viên khá hiện đại. Mỗi một căn phòng trong trang viên đều mang một phong cách độc nhất vô nhị, còn trang viên lúc này họ đang đứng thì giống như một biệt thự trang viên lộng lẫy ở bên dưới giới thế tục. Phong cách trang trí và cả các thiết bị bên trong đều vô cùng hiện đại, thậm
thậm chí Chu Dương còn nhìn thấy cái máy chạy bộ ở bên cạnh bể bơi, ở bãi cỏ bên cạnh, công cụ mà các công nhân sử dụng cũng là máy cắt cỏ. Hay thật, hoàng đế tiên sư này đúng là theo kịp thời đại ghê, Chu Dương nói. So với giới thế tục thì thế giới nhỏ cũng chẳng thiếu thiết bị kỹ thuật nào, dù gì mỗi năm chúng tôi đều có rất nhiều người có thể xuống trần thế làm việc, đến nơi đây nữ tiên sư càng thận trọng hơn, được rồi. Hoàng đế tiên sư ở trong phòng đó, nếu cậu còn câu hỏi gì thứ cứ hỏi một lèo đi. Hết rồi. Chu Dương dẫn Tạ Linh Ngọc và cả nữ tiên sư bước tiếp về phía trước, họ đẩy cánh cửa bằng vàng không có tay cầm ra rồi bước vào đại sảnh khá sang trọng. Đại sảnh rất sang trọng nhưng trông hơi vắng vẻ, một nơi rộng lớn như này mà chỉ có một người ở, không vắng vẻ mới lạ. Sau khi bước vào đại sảnh, Chu Dương cũng nhìn ngay thấy hoàng đế tiên sư. Anh chàng này đúng là có khí phách của hoàng đế, thật ra Chu Dương cảm thấy hắn giống tên trẻ trâu hơn. Trong đại sảnh sang trọng rộng lớn này, giữa đại sảnh có đặt một băng ghế sofa màu vàng, đối diện ghế sofa là một bức tường trắng cao lớn. Có một thanh niên đang ngồi trên y sofa, trông còn trẻ hơn cả Chu Dương. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trông tràn đầy khí thế và nghiêm túc. Nhưng trong tay hắn lại đang cầm tay cầm máy chơi game. Giờ đây anh chàng đang tập trung nhìn chằm chằm vào bức tường trắng ở trước mặt, vì chê y bức tường trắng đang trình chiếu game PUBG đang hot hiện nay. Đường đường là một hoàng đế tiên sư giờ đây lại đi chơi PUBG, quan trọng là còn là game di động. Người anh em, game PC cũng mất có 98 tệ thôi, anh còn chơi game di động sao? Nhưng anh chàng này chơi game di động không phải là vì thiếu tiền mà là vì bộ thiết bị chơi game di động của hắn còn đắt gấp nhiều lần game PC. Máy chiếu tinh xảo kết nối với một chiếc điện thoại đắt tiền bằng một thiết bị không dây. Chê y điện thoại lại kết nối với một tay cầm chơi game, anh chàng này chơi game di động thôi mà màn hình trình chiếu còn to hơn máy tính gấp mấy lần. Người anh em, anh gian lận rồi, Chu Dương không nhịn được mà nói. Game di động mà anh lại đi kết nối với thiết bị ngoài, còn phóng to màn hình ra nữa, làm vậy chẳng phải gian lận thì là gì. Nhưng anh chàng đó không để tâm tới Chu Dương. Chỉ lạnh lùng quay đầu liếc nhìn anh. Chính ánh mắt này mà lúc hắn quay lại đã bị chúa tể Voldemort đánh chết. Chương 1109, Hoàng đế võ giả và Hoàng đế tiên sư. Hoàng đế tiên sư là bá chủ của thế giới nhỏ này. Trong thế giới nhỏ, Hoàng đế võ giả toàn năng ở thế giới thường chỉ có thể làm công nhân chuyển gạch đá ở công trường hoặc làm một số việc vặt gì đó. Chỉ có tiên sư mới có thể làm chủ một phương. Mở ra không gian và có hàng chục hoàng đế võ giả làm việc dưới quyền. Còn hoàng đế tiên sư mới là người thống trị thực sự của thế giới nhỏ. Trong cả thế giới nhỏ, chỉ cần nhắc đến tên của hắn là thấy khủng cây Ediota, độc tài, uy nghiêm. Đó thực sự là bậc tối cao. Dù tiên sư cấp bậc bá chủ thì hoàng đế tiên sư cũng là sự tồn tại khiến người khác vừa nghe đến tên đã sợ chết cây Ediota. Thế nên vẻ mặt của nữ tiên sư mới trở nên vô cùng kinh hãi khi đến gặp hoàng đế tiên sư. Nhưng hiện giờ, nữ tiên sư lại cảm thấy nhận thức của mình bị phá vỡ. Cô ta đã thấy gì? Hoàng đế tiên sư và Chu Dương đang ngồi trên y sofa chơi game PUBG. Quan trọng nhất là thỉnh thoảng còn nghe tiếng Chu Dương mắng hắn, chê bai hắn chơi dở. Thật ra Chu Dương cũng là một người chơi game không giỏi nhưng vẫn còn tốt hơn hoàng đế tiên sư. Một tối thượng hoàng đế có thể dùng cơ thể của người phàm để đối đầu với tiên sư, một hoàng đế tiên sư cũng là sự tồn tại tối cao trong giới tiên sư, mà bây giờ lại ở cùng nhau tạo nên cảnh tượng bất thường như vậy. Quả thật nữ tiên sư không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa. Chuyện là như vậy, sau khi Chu Dương và nữ tiên sư đến đại sảnh thì thấy hoàng đế tiên sư đang chơi game ở đó. Dĩ nhiên nữ tiên sư không dám lên tiếng quấy rầy hắn nhưng Chu Dương lại nói hắn gian lận. Mà câu nói này khiến hoàng đế tiên sư bị chúa tể Voldemort đánh chết. Thấy cảnh tượng này, nữ tiên sư bị dọa không dám thở mạnh. Hoàng đế tiên sư cũng nhìn chằm chằm hình ảnh nhân vật của mình chết trọn một phút, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm nhìn Chu Dương. Chết rồi, hoàng đế tiên sư nói. Chu Dương gãi đầu, tôi cũng thấy rồi, quả thực đã chết hơn nữa còn chết rất anh dũng. Quả thật là anh đã hại chết hoàng đế tiên sư, điều này không có gì để cãi, Chu Dương cũng hơi áy náy. Tuy nhiên anh vẫn giải thích, nhưng anh đã gian lận không sai mà. Hoàng đế tiên sư chớp mắt. Dường như hắn không nhận ra vì sao Chu Dương dám nói vậy với mình.
đã bao năm rồi không ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này. Nữ tiên sư ở một bên cười thầm, cô ta tưởng rằng lần này Chu Dương chết chắc rồi. Hoàng đế tiên sư lại nói, vì anh mà tôi mới thua ván này. Hắn muốn nhấn mạnh ván này mình thua là vì Chu Dương. Để Chu Dương nhận ra mình rốt cuộc đã phạm phải tội trạng lớn thế nào. Nếu là bình thường, chỉ cần hắn nói như vậy thì chắc đối phương quỳ xuống ngay tức khắc mới phải. Nhưng Chu Dương thì không. Chu Dương gãi đầu, sau đó nói, vậy phải làm sao? Không thì tôi chơi với anh nhé. Chơi với tôi. Chẳng phải tôi làm anh thua ván này sao, tôi chơi với anh thắng một ván là được, Chu Dương nói. Anh nghĩ chuyện chẳng phải là vậy à? Mặc dù Hoàng đế tiên sư này dùng thiết bị ngoại vi để chơi ăn gian nhưng thật ra bên phía trò chơi cũng ủng hộ việc sử dụng thiết bị ngoại vi, chẳng qua người chơi sử dụng thiết bị ngoại vi đồng thời phải kết hợp chơi với người bên kia cũng sử dụng thiết bị ngoại vi. Thật ra sao có thể có 100% công bằng trong các trò chơi chơi thế giới này được? Thiết bị chạy mượt mà, môi trường game mà người chơi đang ở, tóm lại, dù cơ chế của trò chơi công bằng thế nào thì cũng không thể có sự công bằng tuyệt đối với người chơi. Bởi vì trạng thái của từng người chơi không giống nhau. Thế nên, dù Hoàng đế tiên sư sử dụng thiết bị ngoại vi là không đúng nhưng thật ra không liên quan gì mấy đến Chu Dương. Nhưng lần này Hoàng đế tiên sư thua lại có liên quan trực tiếp tới anh. Thế nên Chu Dương có thể nhận mình đã sai. Còn về phần bồi thường thì tôi chơi thắng một ván với anh là được. Nghe vậy, Hoàng đế tiên sư chớp mắt, sau khi suy nghĩ trong phút chốc rồi đồng ý. Thế nên hiện giờ mới có cảnh tượng khiến nữ tiên sư kinh hoàng. Trong game, cả hai lên máy bay, sau đó hai người nhảy dù xuống sân bay có sức cạnh tranh nhất, theo chỉ dẫn của Chu Dương. Sân bay, chê y nóc tòa nhà C4, vận may của hai người khá tốt, vừa đáp xuống đất đã có được hai khẩu súng trường. Xem như có chút vũ khí để tự bảo vệ mình. Hoàng đế tiên sư vừa cầm súng xong đã lướt sơ một vòng chê y nóc nhà. Với tính cách của hắn thì trò chơi nên như thế này. Lấy được súng rồi thì nên làm gì? Giết người chứ làm gì nữa? Nhưng Chu Dương lại lộn người xuống tầng 1, nhảy vào phòng từ cửa sổ rồi nhanh chóng trốn đi. Hoàng đế tiên sư lập tức phát hiện ra hai người nhưng sau khi hắn nổ súng giết một người, hắn cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng vào lúc này, lần đầu tiên Chu Dương mắng hắn. Cái tên này có phải bị ngu không? Ở chê y nóc nhà còn dám nổ súng, ba người chê y mái nhà đều có thể nhìn thấy anh, hơn nữa cầu vượt bên cạnh cũng có người, mau nhảy xuống đây cho ông. Dám nói chuyện với Hoàng đế tiên sư bằng giọng điệu này. Từ lúc đến thế giới nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên nữ tiên sư nghe thấy vậy. Mà sắc mặt Hoàng đế tiên sư cũng đanh lại. Nhưng hắn vẫn nghe theo lời Chu Dương. Nhảy từ chê y nóc tòa nhà xuống. Lúc này Chu Dương đã có được một bịch máu, sau đó ném qua hắn để thêm máu. Anh thật là vô dụng, vừa nhảy dù xuống thì suýt nữa đã mất mạng, cứ đi theo sau và nghe theo lời của tôi, Chu Dương lại nói. Sắc mặt Hoàng đế tiên sư trở nên cứng đờ, nhưng hắn vẫn không cãi lại, cũng không đáp lại lời Chu Dương, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau anh. Coi như ngầm đồng ý với lời của Chu Dương. Hai người đi tìm trong từng phòng, bỗng bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Thật ra kỹ thuật bắn súng của Chu Dương và Hoàng đế tiên sư không tệ, dù sao phản ứng của họ cũng vượt hẳn người thường. Có điều, họ không biết nhiều về trò chơi này, không biết chơi thế nào nên biết rất ít về cơ chế của trò chơi. Chẳng hạn như hai người không thể phân biệt vị trí bằng cách nghe âm thanh mà người ta hay nói. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhưng tiếng động này không phát ra từ ngoài đời thật. Mà phát ra từ cái loa bên cạnh thì ai mà biết được kẻ địch đang ở đâu. Mặc dù bản đồ nhỏ ở góc chê y bên phải của game mobile này sẽ hiển thị bước chân của địch nhưng độ nặng nhẹ của bước chân sẽ làm vị trí thay đổi ngay, cũng làm họ không thể phân biệt được vị trí. Tôi nhìn phía trước, anh quan sát phía sau, Chu Dương lập tức nói. Khả năng thiện xạ của họ rất tốt, hơn nữa phản ứng nhanh nên dù không phân biệt được vị trí của địch cũng không vấn đề gì. Chỉ cần hai người một trước một sau di chuyển trong hành lang thì địch sẽ bị họ hạ gục dù xuất hiện ở góc độ nào. Dựa vào chiến thuật này, hai người đi ra khỏi sân bay, Chu Dương càng như mọc thêm cánh. Chương 1110, huề nhau rồi. Khi kiểm tra đến tầng C4, hai người đã thành công giết chết hai đội, bởi vì quân địch chỉ có thể tiến công từ phía hành lang, nhưng xét về kỹ năng bắn súng, về cơ bản hai người đều không sợ đối phương.
Nhưng khi rời khỏi tầng lầu này, lúc bọn họ ra đến bãi đất trống ở bên ngoài thì gặp thêm phiền phức mới. Trò chơi ở sân bay này có thể nhảy ra tới 20, 30 người. Bây giờ không ai biết trong sân bay rốt cuộc có bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người đang đứng ở một góc mà họ không nhìn thấy, âm thầm quan sát họ. Lúc này mà lộ mặt ra bãi đất trống bên ngoài đương nhiên là vô cùng nguy hiểm, cách tốt nhất là nhanh chóng thu hẹp phạm vi lại, đợi những người khác bắt đầu chạy đến khu an toàn thì bọn họ cũng sẽ chạy theo sau nhóm người đó. Nhưng phong cách này lại không phù hợp với hai người bọn họ, vậy nên hai người vẫn quyết định chạy ra khỏi tầng lầu. Chu Dương nghĩ ra một cách, anh nhìn thấy bên cạnh tầng C4 có vài chiếc xe, mà trong khu vực trước khi rời khỏi vùng đất trống trước tầng C4 này thật ra không có khu vực nào là trống tuyệt đối cả, ít nhiều cũng đều có một vài chỗ để ẩn nấp phòng bị. Anh nhìn thấy bờ tường thấp ở phía trước kia không? Anh chạy qua đó, tôi ở bên này bắn súng yểm trợ cho anh, Chu Dương nói. Chu Dương ở trên y tầng quan sát bóng dáng của Hoàng đế Tiên Sư. Hoàng đế Tiên Sư vừa nhảy xuống khỏi tầng liền bị tập cai Iota siết. Đối với Hoàng đế Tiên Sư mà nói, trong một thời gian ngắn như vậy, hắn rất khó có thể phát hiện ra kẻ địch đã tập cai Iota siết mình từ nơi nào. Nhưng cũng may còn có Chu Dương. Chu Dương đã nhìn thấy rõ đường đạn bay đến, anh lập tức phán đoán ra được kẻ địch đang ở cầu phía trên y cao. Chu Dương đánh trả lại kẻ thù, Hoàng đế Tiên Sư chạy đến phía sau chỗ ẩn nấp, tiếp thêm máu. Sau đó Hoàng đế Tiên Sư bắn súng, Chu Dương nhảy ra bên ngoài, chạy đến chỗ ẩn nấp tiếp theo. Dựa vào biện pháp này, hai người đã chạy được lên trên y xe, lái xe đến sườn núi. Từ trên y sườn núi có thể quan sát được toàn bộ sân bay. Lúc này, về cơ bản bọn họ đã là người nắm giữ toàn bộ sân bay. Họ giết được kha khá quân địch, sau đó bọn họ bỏ hết toàn bộ trang bị vào trong túi, hai người bình an ra khỏi sân bay. Lúc này, trang bị của bọn họ cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Bây giờ khỏi cần phải lo đối phương có vũ khí gì nữa rồi, là gì thì cũng không thể bắn chết được chúng ta, Chu Dương nói, tôi lái xe, còn anh chuẩn bị bắn súng. Bước đầu tiên khi rời khỏi sân bay là đi qua cầu, không ngoài dự liệu của bọn họ, một đám người đang đứng chật cả cây cầu. Nhưng vấn đề này không có gì to tát, Chu Dương cứ lái xe loạn xạ là được rồi, chỉ cần cứ duy trì cách thức vòng vèo này, đối phương rất khó có thể giết chết bọn họ. Vào giây phút tranh đoạt này, điều đó đủ để cho Hoàng đế Tiên Sư giết chết bọn họ. Nhưng sau khi giết được một đội, Chu Dương và Hoàng đế Tiên Sư không ngờ được ở trên y đỉnh cầu còn có hai người nữa. Chu Dương và Hoàng đế Tiên Sư vừa nhảy từ trên y xe xuống thì tiếng súng liền vang lên. Vẻn vẹn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một khoảng thời gian không cho người ta kịp phản ứng lại, hai người đã bị giết chết, trò chơi đã kết thúc. Chu Dương vô cùng phẫn nộ, anh có phải là phế vật không hả? Không phải tôi kêu anh phụ trách việc để ý đến việc quân địch nổ súng hay sao? Lẽ nào anh không biết phải nhìn lên trên y nữa à? Chu Dương phẫn nộ hỏi. Trang bị tốt như vậy, súng ống đều là những loại tốt nhất, vậy mà còn bị giết chết, trong lòng Chu Dương vô cùng khó chịu. Đương nhiên, Hoàng đế Tiên Sư cũng cảm thấy như vậy. Chê y chán hắn đã lộ ra hết cả gân xanh nhưng hắn không buồn nói, hắn đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Tôi nói này, anh nói là anh sẽ giúp tôi thắng được một ván đấy. Đây là điều anh nợ tôi, kết quả anh lại không giúp tôi thắng được, vậy có phải là quá vô trách nhiệm rồi hay không? Hoàng đế Tiên Sư không nhịn nổi mà phản cãi Iota siết lại. Từ khi trò chơi này bắt đầu, Chu Dương đã mắng hắn tới tấp, bây giờ cuối cùng hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa. Chu Dương cũng nghĩ y như vậy. Thật ra bản thân anh muốn giúp người ta thắng một ván, nhưng bây giờ họ thua rồi, không thể quay sang trách đồng đội mình được. Được rồi, chúng ta bắt đầu lại, Chu Dương nói. Nói thật trò chơi này rất khó, bởi vì hoàn cảnh của trò chơi rất thảm khốc. 100 người đồng thời rơi xuống một địa điểm, xung quanh toàn bộ đều là kẻ địch. Nguy hiểm ở tứ phía, bạn căn bản không biết được kẻ địch sẽ xuất hiện ở nơi nào. Cũng có thể khi bạn đang ở bên này, phía sau lại có một nhóm người đánh úp bạn, chuyện này cũng rất có khả năng xảy ra. 100 người chỉ có một người có thể sống sót, thật ra người mạnh ở trong trò chơi này cũng phải may mắn mới có khả năng giành được chiến thắng. Cũng giống như việc một người có thể thắng các trận hầu như đều là dựa vào người bên ngoài hack game. Có phải là cảm thấy rất kỳ lạ không? Khi bản thân chơi trò này, có vô vàn cách chết khác nhau,
kẻ địch sẽ luôn xuất hiện ở những nơi kỳ quái nhất. Nhưng khi nhìn thấy chủ game luôn giành chiến thắng, bọn họ dường như đang điều khiển toàn bộ trận đấu. Họ mãi mãi có thể phát hiện ra kẻ địch đầu tiên, mãi mãi có thể biết được kẻ địch xuất hiện ở nơi nào. Thậm chí khi đi trên đường lớn, cho dù người khác có dùng súng giảm thanh bắn bọn họ thì họ cũng có thể nhận ra vị trí mà đối phương nổ súng là ở đâu. Đây không phải hack game thì là gì? Nếu chỉ dựa vào thực lực thì Chu Dương và Hoàng đế tiên sư chơi một lúc 6 ván là có thể nắm được chức quán quân rồi. Vận may của ván này đúng là quá tốt, họ liên tục được lọt vào vòng trong, về cơ bản thì họ chẳng phải chạy trốn gì, chỉ cần lựa chọn địa hình có lợi nhất để quan sát người khác chạy tới là được. Nhưng trong ván này, hai người Chu Dương đã gặp phải một tên hack game. Hành động của hai người có thể nói là đã vô cùng cẩn thận, toàn bộ quá trình họ đều bò đi trong những bãi cỏ. Trong phạm vi 300 mét quanh bọn họ căn bản là không thể có bất cứ quân địch nào có thể tiến lại gần được. Vào đúng lúc này, bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới. Với kỹ năng bắn súng của hai người thì chiếc xe đó tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn, hai người đã thương lượng xong xuôi, mỗi người một bánh xe, đánh thủng bánh xe của đối phương trước. Nhưng khi bọn họ mới nổ súng thì đối phương đã phát hiện ra bọn họ. Có lẽ đối phương là chủ game nên mặc dù có hack game nhưng cũng không quá đáng lắm, đối phương không dùng mấy kỹ năng bách phát bách trúng kia, có lẽ là chỉ dùng chức năng nhìn xuyên thấu mà thôi. Chiếc xe mà bọn họ lái chạy rất nhanh, chưa gì đã giết chết được Chu Dương và Hoàng đế tiên sư. Khi hai người Chu Dương hứng chịu đòn phản công cũng là lúc hai người thay đổi kế hoạch tác chiến, không đánh xe nữa mà đánh người trước. Cứ như vậy, bọn họ mới miễn cưỡng thắng được trận đấu này. Sau khi thắng được trận tiếp theo, Hoàng đế tiên sư và Chu Dương rõ ràng rất vui vẻ, nhưng niềm vui này chỉ duy trì trong mấy chục giây ngắn ngủi. Chu Dương nói thẳng, vậy là giờ chúng ta hòa nhau rồi nhé, tôi không nợ anh gì nữa đâu. Hoàng đế tiên sư dừng lại một lúc, hắn ném máy chơi điện tử sang một bên, khuôn mặt hồi phục lại vẻ lạnh lùng. Cứ cho là vậy đi, tôi có thể không tính toán chuyện anh khiến tôi thua ván kia nữa. Nhưng chuyện anh xúc phạm tôi thì không thể bỏ qua được. Tôi xúc phạm anh, Chu Dương ngây người, người anh em à, anh đang đùa đấy hả, tôi xúc phạm anh khi nào? Bây giờ anh đang xúc phạm tôi đấy, còn nữa, tôi không phải người anh em của anh, Hoàng đế tiên sư nói. Chương 1111, quyết đấu. Ai cho phép anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Hoàng đế tiên sư híp mắt, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, anh cho rằng anh là cái thá gì hả mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi? Còn nữa, anh tới chỗ của tôi làm gì hả? Tôi không cảm nhận được dấu ấn nào chê y người anh cả, anh không phải con dân của tôi. Nói tới đây Hoàng đế tiên sư lại nhìn về phía mấy nữ tiên sư kia, chê y người cô có dấu vết của tôi, cô là con dân của tôi. Còn tên này là ai? Là người cô dẫn tới hả? Trong lòng nữ tiên sư kinh ngạc, cô ta thầm nghĩ chuyện này sao lại đổ lên đầu bà đây rồi. Cô ta vội vàng cúi đầu nhận sai, Ngô Vương. Người này vốn dĩ là hoàng đế võ giả của thuộc hạ, nhưng sau này hắn đã đạt đến trình độ cao hơn, thuộc hạ không phải đối thủ của hắn, vậy nên tôi mới đưa hắn tới để Ngô Vương tùy ý xử lý. Tùy Ngô Vương xử lý, thông tin trong lời này quá nhiều rồi. Tóm lại là Chu Dương đừng hòng được yên thân. Chu Dương chửi thầm cô tiên sư này bụng dạ đen tối, nhưng anh cũng không để tâm quá đến chuyện này, anh chủ động nói, không sai, tôi không phải con dân của anh. Lần này tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn hỏi anh chút chuyện. Chu Dương dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã để nói. Nhưng giọng điệu này lọt vào trong tai Hoàng đế tiên sư lại chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Giọng điệu này chẳng có gì gọi là hòa nhã cả. Anh không phải con dân của tôi ư? Vậy ai cho phép anh vào đây? Dựa vào đâu mà tôi phải trả lời vấn đề của anh? Hoàng đế tiên sư nhíu mày nói. Chuyện này... Anh xem dù sao tôi cũng tới đây rồi, Chu Dương cũng không biết nên nói gì. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn xem Hoàng đế tiên sư là một người rất bình thường. Bởi vì tuổi tác của Hoàng đế tiên sư này xem chừng cũng không quá lớn, thậm chí còn nhỏ hơn anh, vậy nên khi Chu Dương nhìn hắn, anh coi hắn như người em của mình. Vậy nên khi Chu Dương chơi game cùng hắn, anh cũng dùng giọng điệu vô cùng bình thường để nói chuyện. Thật ra... Đây cũng là do anh vẫn luôn không hiểu rõ về Hoàng đế tiên sư này. Mà khi Hoàng đế tiên sư chơi game, hắn cũng dần dần lộ ra bản chất cay nghiệt của mình. Anh câm miệng lại cho tôi cho anh 10 phút,
lập tức rời khỏi lãnh thổ của tôi, nếu không anh sẽ phải chết, Hoàng đế tiên sư nói. Không biết có phải là bởi vì chưa từng nhìn thấy ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn như Chu Dương hay không mà hắn cũng không thẳng tay giết chết Chu Dương. Nữ tiên sư thấy hơi bất ngờ. Nhưng Chu Dương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người anh em, không nhất thiết phải tuyệt tình vậy đâu, tốt xấu gì chúng ta cũng đánh với nhau mấy ván rồi, chúng ta là đồng đội mà. Anh còn 3 phút nữa, Hoàng đế tiên sư nói. Chu Dương còn muốn nói thêm, nhưng lúc này phía sau Hoàng đế tiên sư lại xuất hiện một người hầu. Ngô Vương, người hầu nói ra 2 chữ. Hắn cũng chỉ nói ra được 2 chữ này. Bởi vì còn chưa kịp nói những thứ khác thì chê y mặt Hoàng đế tiên sư đột nhiên lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, hắn cầm lấy một chén rượu, hung hăng ném mạnh nó về phía sau. Chén rượu chịu lực của Hoàng đế tiên sư, lao thẳng vào đầu của người hầu kia. Chén rượu vỡ ra thành trăm mảnh như hoa nở rực rỡ, đầu người hầu cũng theo đó chảy ra dòng máu đỏ tươi, rơi tí tách chê y mặt đất. Người hầu kia thì khỏi cần nói, hắn cũng không tài nào nói ra được những chuyện định nói phía sau nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Chu Dương liền thay đổi. Tên này hơi hung hăng. Tới lúc này Chu Dương mới ý thức được tên nhóc trước mắt mình vốn dĩ không phải người bình thường, hắn dường như có bệnh tâm lý. Lúc này, Hoàng đế tiên sư cũng quan sát Chu Dương. Anh còn gì muốn nói nữa không? Thời gian đã hết rồi. Chu Dương hiểu ra, tên này không phải đang nói đùa. Anh cử động bả vai vài cái, miệng nở một nụ cười khẩy. Chậm rãi đứng lên khỏi ghế sofa. Đương nhiên, tôi vẫn còn một câu nữa phải nói. Trước đó anh đã hỏi tôi rằng, tôi tới chỗ này của anh để làm gì phải không? Tôi thu hồi lại câu trả lời vừa nãy, tôi tới đây không phải vì để hỏi anh chút chuyện, tôi tới để vì để dạy dỗ tên nhãi danh nhà anh, Chu Dương cười nhếch mép nói. Xem ra anh đã sẵn sàng cho cái chết rồi phải không? Con người tôi không thích chơi game với người khác. Sau khi nói xong, Hoàng đế tiên sư còn cố tình ném mấy chén rượu khác về phía Chu Dương. Người tàn bạo thường không thích nói nhiều. Có lẽ đây mới chính là tính cách thật sự của tên này. Những lời mà hắn nói với Chu Dương có lẽ là lần hắn nói nhiều nhất từ trước tới giờ. Đương nhiên một đòn này của hắn không thể giải quyết được Chu Dương. Chu Dương bộc phát chân khí, thẳng thừng phá vỡ chén rượu trong không trung. Nhưng Hoàng đế tiên sư chưa dừng lại. Vào khoảnh khắc chén rượu bay về phía Chu Dương, hắn cũng đứng dậy, đạp một cái về phía anh. Thời gian chân khí của Chu Dương bộc phát quá ngắn, mặc dù anh có thể khống chế được chén rượu, nhưng không chống đỡ được một cú đá của Hoàng đế tiên sư. Một cước này đập vào bụng của Chu Dương, sức lực vô cùng lớn truyền tới khiến Chu Dương nôn ra máu. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Đúng là thú vị. Người thanh niên đối diện với anh thì ra là một quả bom điên cuồng phát nổ. Đối phương ra tay vừa nhanh gọn lại vừa tàn độc, trong hơi thở của hắn mang theo sự thô bạo, từ khoảnh khắc này Chu Dương mới nhận ra được sự việc thật sự đã trở nên nghiêm trọng. Mặc dù anh sớm đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu nhưng điều anh không ngờ là đối phương lại có phong cách chiến đấu như vậy. Anh không dám coi thường, nên đã bộc phát hết toàn bộ chân khí ra. Chân khí mạnh mẽ bao phủ khắp trang viên. Bao trùm cả một vùng rộng lớn. Sau khi Chu Dương đạt đến cảnh giới tối thượng hoàng đế, các chiêu thức anh sử dụng cũng càng thuận tay hơn, đồng thời khu vực bị bao phủ cũng trở nên rộng hơn. Cảm nhận được khắp người mình đều là chân khí của Chu Dương, loại chân khí này vừa đơn thuần lại vừa bá đạo, nó bao phủ cả không gian, chê y mặt hoàng đế tiên sư cũng dần xuất hiện nụ cười tà ác. Thú vị đấy, trong thế giới nhỏ này vậy mà lại có được đối thủ như anh. Tôi lại càng không chờ đợi được mà muốn giết anh ngay. Hắn liêu ta môi, trong mắt ngập tràn sự hiếu chiến. Xem ra tên này quả thật đã coi cuộc đấu như một thú vui. Người như này là người khó giải quyết nhất, trong lòng Chu Dương thầm nghĩ. Hy vọng anh có thể nghiêm túc chơi với tôi, để tôi thể hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình, Hoàng đế tiên sư nói, đột nhiên gầm lên một tiếng. Dường như hắn rất đau đớn. Từ trong tiếng gầm ấy có thể cảm nhận được cảm giác thống khổ của hắn. Nhưng Chu Dương lại không kịp hiếu kỳ thêm, bởi vì bây giờ anh chỉ thấy kinh ngạc. Loại chân khí này cũng quá mạnh mẽ. Dường như chân khí trong không gian đất trời đều chịu ảnh hưởng của hắn, lần lượt trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, có lẽ cũng một phần là vì có sức mạnh của Chu Dương đang áp chế ở đây nữa nên nó mới trở nên như vậy. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có sự áp chế của Chu Dương,
chân khí mà Hoàng đế tiên sư phát ra sợ rằng sẽ khiến cả trời đất phải thay đổi. Chương 1112, kẻ yếu. Chu Dương đinh ninh cho rằng, trong lãnh vực Hoàng đế, anh chính là người vô địch. Nhưng hôm nay Hoàng đế tiên sư này thật sự khiến Chu Dương kinh ngạc. Chân khí cuồn cuộn dâng trào, thậm chí còn cộng hưởng với chân khí trong không khí. Đây là loại sức mạnh thế nào? Sở dĩ lãnh vực Hoàng đế của Chu Dương mạnh như vậy là vì chân khí trong cơ thể anh toát ra ngoài một phần. Thần thức khống chế phần chân khí này giống như vạch ra một lãnh vực bằng thực lực của mình. Trong lãnh vực này, tự mình đặt ra quy tắc, ở một mức độ nhất định, anh thậm chí có thể khống chế được trọng lực. Nhưng Hoàng đế tiên sư này lại hoàn toàn trái ngược với Chu Dương. Hắn giải phóng chân khí của mình ra, không ngăn cách mối liên hệ của mình với tự nhiên để vạch ra lãnh vực của riêng mình. Hắn dung hòa mình với tự nhiên. Dĩ nhiên không gian nơi mà họ đang đứng đã bị lãnh vực Hoàng đế của Chu Dương bao phủ, nói cách khác, hiện tại quy tắc của không gian này thuộc về Chu Dương. Thế nên về mặt ý nghĩa nào đó, lãnh vực Hoàng đế của Chu Dương vừa lúc khống chế được Hoàng đế tiên sư nhưng dù vậy thì tên này cũng đã gây ra động tĩnh rất lớn. Phần năng lượng tự nhiên cộng hưởng với hắn lại đột ngột xé nát lãnh vực Hoàng đế của Chu Dương, mở ra một không gian của riêng hắn. Tên này quả thật là một người tàn bạo. Chu Dương chỉ có thể nói như vậy, Hoàng đế tiên sư bạo phát xong, bản thân bị một tầng năng lượng tự nhiên bao phủ, mang theo lãnh vực của mình đứng trước mặt Chu Dương lần nữa. Tôi muốn giết ai thì người đó không còn đường sống, Hoàng đế tiên sư nói. Chu Dương khẽ cười. Trùng hợp thật, chưa một ai có thể thành công giết được tôi. Nữ tiên sư thầm nói anh không cần phí lời, nếu có ai có thể thành công thì bây giờ anh cũng không đứng ở đây. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, nhất thời không nói ra. Chấn động thật. Hai người đàn ông đều mang theo lãnh vực của mình, trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng năng lượng giữa các lãnh vực đã bắt đầu va chạm. Chỉ cần năng lượng bị lộ ra giữa các va chạm là đã có thể giết chết hoàng đế võ giả trong vòng một nốt nhạc. Ngay cả một nhân vật cấp bậc tiên sư bình thường cũng không dám đến gần. Anh thua chắc rồi, năng lượng của tôi là vô tận. Mà năng lượng trong cơ thể anh có lúc sẽ dùng hết chứ nhỉ, Hoàng đế tiên sư lại nói. Điều này không hề nói quá, bây giờ Hoàng đế tiên sư đã dung hòa bản thân vào trong quy tắc tự nhiên. Thế nên ở mức độ nào đó, hắn đại diện cho không gian này. Năng lượng tự nhiên không ngừng dâng trào, cho dù dùng hết năng lượng ở không gian này thì năng lượng ở những nơi khác sẽ lập tức được bổ sung vào. Thế nên thể lực của hắn gần như vô hạn. Chút trò này của anh khá giống với tiên nhân. Chu Dương trầm ngâm nói. Tiên sư là sự tồn tại lĩnh hội quy tắc của tự nhiên. Chu Dương bỗng hiểu ra, tiên sư của thế giới siêu hình rất giống tiên nhân trong truyện tranh Naruto. Mà Hoàng đế tiên sư càng lợi hại hơn, tiên sư bình thường chỉ lĩnh hội một vài quy tắc tự nhiên, còn tên Hoàng đế tiên sư này đã hóa thân thành thiên nhiên. Nếu như vậy thì điểm yếu của đối phương là gì? Chu Dương vắt óc suy nghĩ nhưng kết luận ra lại là không có điểm yếu. Với con người, thiên nhiên không hề có điểm yếu. Cách duy nhất để đánh bại Hoàng đế tiên sư là sử dụng sức lực mạnh mẽ nhất, với tốc độ kinh khủng nhất. Thực lực ngang tàng, trước khi Hoàng đế tiên sư hấp thụ được năng lượng tự nhiên thì phải giết hắn đã. Tưởng chừng như không thể thoát khỏi trận đấu lấy đá chọi đá này. Nếu đã không thể thoát khỏi, khóe miệng Chu Dương nhếch lên nụ cười phấn khích. Vừa đột phá đến cảnh giới tối thượng Hoàng đế thì gặp phải Hoàng đế tiên sư, cũng thú vị đấy. Liệu tối thượng hoàng đế mạnh hơn hay tiên sư có thể dung hòa vào thiên nhiên mạnh hơn? Con người chắc chắn sẽ thắng tự nhiên, Chu Dương không nhiều lời, hô lên một tiếng rồi xông thẳng lên. Hai bên nhanh chóng va chạm giao chiến với nhau, đây là trận chiến vượt qua tầm của người bình thường, thậm chí vượt cả tranh đấu giữa các tiên sư. Họ không chỉ đánh nhau mà còn đối đầu về lãnh vực. Chu Dương cố gắng thử dùng lãnh vực hoàng đế của mình để bao phủ hoàn toàn hoàng đế tiên sư. Nhưng Hoàng đế tiên sư lại cưỡng ép tách khỏi lãnh vực Hoàng đế của Chu Dương. Từ góc độ này, có vẻ như Chu Dương chiếm ưu thế vì anh vẫn luôn ở thế tấn công. Nhưng thật ra mỗi lần Chu Dương cố gắng khống chế lãnh vực Hoàng đế thì anh đều cảm thấy năng lượng của mình bị tiêu hao cực nhiều, đồng thời còn gây lãng phí thần thức nên khó tránh khỏi bị phân tâm trong trận chiến. Nhưng Hoàng đế tiên sư thì khác, hắn chỉ cần giữ vững trạng thái. Chân khí trong cơ thể luôn ở trạng thái bạo phát thì có thể tự động tiến vào lãnh vực hoàng đế của Chu Dương. Hắn không cần phân tâm, hơn nữa sau khi mở ra lớp bao phủ lãnh vực hoàng đế của Chu Dương,
chân khí trong cơ thể hắn cũng sẽ được khôi phục. Như vậy, hai người đánh nhau chưa được bao lâu, Chu Dương đã bị thương nặng, anh dùng chân khí của Hoàng đế trong cơ thể để tự chữa vết thương. Anh còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chân khí trong cơ thể anh còn lại bao nhiêu? Hoàng đế tiên sư lạnh lùng nói. Anh quả thật rất mạnh, ít nhất anh là đối thủ mạnh nhất trong số những người tôi từng đánh, nhưng còn lâu mới đủ. Không đủ, không đủ, chênh lệch quá xa, lẽ nào con người không có ai có thể đánh được tôi sao? Ánh mắt Hoàng đế tiên sư lóe lên tia điên cuồng. Không biết vì sao Chu Dương luôn cảm thấy hắn đang đấu tranh với thứ gì đó. Con người không có ai có thể đánh được tôi. Người anh em, anh không phải là người sao? Nhưng Chu Dương không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Hoàng đế tiên sư đã có ý định giết anh. Một tay hắn đè đầu Chu Dương, lòng bàn tay xuất hiện ý định giết người khá rõ ràng. Đây không phải đùa, chúng phải chiêu này với khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn Chu Dương sẽ chết. Anh đã yếu như vậy, chắc chắn không thể sống tiếp được rồi. Tôi giúp anh kết thúc cuộc đời hèn mọn này. Hoàng đế tiên sư nói. Hèn mọn, trong mắt tên này, cuộc đời của mình là hèn mọn sao? Chu Dương cắn chặt răng. Không được, bây giờ không phải là lúc kết thúc. Chết đi cho ông, Chu Dương dừng lại việc tự chữa vết thương, bạo phát ra sức mạnh cuối cùng rồi thực hiện một đòn quét chân thành công đánh ngã hắn. Sau đó Chu Dương cũng không do dự nghiêng người về phía trước, nhanh chóng nắm lấy cổ của hắn. Nhóc con, ý nghĩ này của anh hơi nguy hiểm đấy. Khuôn mặt Chu Dương đầy máu nhưng vẫn cười nói, hình như anh đã vạch rõ giới hạn giữa mình và con người rồi. Tại sao? Là vì anh quá mạnh à? Bởi vì anh mạnh nên mới cảm thấy mình không phải là con người sao? Không phải tôi quá mạnh, mà là anh yếu, Hoàng đế tiên sư không cảm xúc nói, kẻ yếu không có tư cách để sống sót. Chương 1113, mơ hồ chẳng biết gì. Kẻ yếu không có tư cách sống sót. Câu này nghe quen quen. Chê y thế giới này hình như là thế thật. Không phải kẻ yếu thật sự đáng chết, đặt vào trong cuộc sống hiện thực, cuộc sống của kẻ yếu thế quả thật rất hèn mọn. Người giàu có thể sống trong biệt thự, có thể sở hữu hàng chục biệt thự riêng. Người giàu có thể đi xe hạng sang, thậm chí có thể đi đến vài thánh địa chỉ để chụp hình. Dù là lái xe xảy ra chuyện cũng có thể dễ dàng giải quyết. Còn những người yếu thế thì sao? Kẻ yếu thế vất vả cả một đời, có khi không mua nổi một ngôi nhà. Họ làm sai chuyện gì chẳng hạn như trộm giấy vệ sinh gì đó, có thể ngồi tù mất 3-4 năm. Tất nhiên trộm giấy vệ sinh không phải là hành vi đúng. Nhưng trong cuộc sống có không ít gia đình yếu thế làm lụng vất vả cả đời nhưng vì một chút chuyện nhỏ mà cả gia đình tan nát. Kẻ yếu không có tư cách tồn tại là ý này sao? Chu Dương hơi thất thần nghĩ, vì anh cũng từng là một người yếu thế. Nếu anh bất mãn với chuyện này thì hãy đứng lên và thay đổi nó, Chu Dương gầm lên nói. Nghe này, tôi mặc kệ tại sao anh lại trở thành như vậy nhưng hôm nay anh rơi vào tay tôi, nếu không tự kiểm điểm cẩn thận thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát. Ngây thơ, anh vẫn nghĩ mình đã khống chế được tôi sao, Hoàng đế tiên sư lạnh lùng cười. Bây giờ anh còn bao nhiêu sức lực, cứ coi như để anh bóp cổ tôi thì thế nào. Cuối cùng người chết vẫn là anh thôi. Hoàng đế tiên sư nói xong liền mặc kệ Chu Dương đang nắm lấy cổ hắn, chủ động giơ tay ra bóp cổ Chu Dương. Anh nói xem, hai chúng ta ai sẽ là người chết trước? Tên này là đầu sắt à? Chu Dương không ngờ đối phương sẽ như vậy. Thật ra dù có nghĩ đến, anh cũng không thể ngăn hắn lại. Bởi vì bây giờ anh đã thua rồi, thua một cách triệt để. Dù Hoàng đế tiên sư không phản kháng, chỉ đứng đó để anh đánh thì anh cũng chẳng có sức để đánh bại Hoàng đế tiên sư nữa. Anh là kẻ yếu nên anh đi chết đi, Hoàng đế tiên sư nói. Chu Dương nhắm mắt lại vì anh cũng thấy có lẽ hôm nay mình phải chôn xác ở đây. Nhưng cũng chẳng phải chịu thiệt gì. Đối phương là ai? Hoàng đế tiên sư, người thống trị tối cao ở thế giới nhỏ. Có thể gọi là thiên hạ đệ nhất. Mà Chu Dương chỉ là tối thượng hoàng đế. Có thể đối đầu với tiên sư bằng cơ thể người thường đã là cực hạn của anh rồi. Hiển nhiên không đủ sức để đối đầu với Hoàng đế tiên sư. Mình sắp chết rồi. Chu Dương nghĩ. Nhưng anh nhắm mắt hồi lâu mà không thấy Hoàng đế tiên sư có động tĩnh gì. Làm gì vậy? Lẽ nào tên này đang muốn giở trò với mình sao? Muốn thấy bộ dạng cầu xin tha mạng của mình à? Không phải chứ, đường đường là Hoàng đế tiên sư, lẽ nào cũng có sở thích này.
Hành động này không phù hợp với tính cách của hắn, theo Chu Dương thấy thì Hoàng đế tiên sư này giống một đứa trẻ tùy hứng. Hoàn toàn không có cảm xúc. Quả thật là thích gì làm nấy. Chu Dương khẽ mở mắt ra. Trong phút chốc, anh cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Thậm chí còn tự hỏi có phải mình bị hoa mắt không. Hoàng đế tiên sư vẫn nắm lấy cổ Chu Dương nhưng sự chú ý của hắn không phải là Chu Dương. Một tay khác của hắn ôm chặt lấy đầu anh, vẻ mặt dữ tợn hình như rất đau đớn. Chuyện gì thế này, đầu đứa trẻ này bị làm sao à? Bệnh tái phát ư? Rõ ràng không phải vậy, Chu Dương đoán hoàng đế tiên sư bị như vậy có lẽ có liên quan đến người phụ nữ đứng ở cửa. Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa đại sảnh, đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt của cô ấy, chỉ có thể thấy dáng người. Thân hình tuyệt đối không thua kém nữ tiên sư đứng bên cạnh. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Chu Dương có thể nhận ra người phụ nữ đó là ai. Một người cho dù thế nào cũng không thay đổi, đồng thời lại là người Chu Dương vất vả tìm kiếm. Thẩm Bích Quân. Tạ Linh Ngọc hiển nhiên cũng nhận ra Thẩm Bích Quân, cô ấy yếu ớt đứng phía sau Thẩm Bích Quân không dám lên tiếng. Sau khi đến nơi ở của Hoàng đế tiên sư, Chu Dương không để Tạ Linh Ngọc theo vào nhưng tình hình hiện giờ xem ra là cô vào cùng Thẩm Bích Quân. Cảnh tượng hơi khó xử, còn hơi hỗn loạn. Ngay cả Chu Dương cũng hơi sững sờ, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ chuyện rất rõ ràng, anh dẫn Tạ Linh Ngọc và nữ tiên sư đến tìm Hoàng đế tiên sư. Mục đích là để tìm tung tích của Thẩm Bích Quân. Sau đó anh bị Hoàng đế tiên sư đánh bại vô cùng thảm hại, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Bích Quân dẫn Tạ Linh Ngọc quay lại. Này này, kịch bản này không có vấn đề gì chứ? Tại sao Thẩm Bích Quân lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao Thẩm Bích Quân vừa xuất hiện, vẻ mặt Hoàng đế tiên sư lại trở nên đau khổ như vậy? Chu Dương chớp mắt, không khí hơi trầm xuống, anh hoàn toàn không rõ đây là sao nữa. Thẩm Bích Quân lạnh lùng, ánh mắt cô không hề có cảm xúc nhìn Chu Dương. Nhưng khi nhìn Hoàng đế tiên sư, cô vẫn có chút cảm xúc bất lực. Buông anh ấy ra, anh ấy không phải kẻ thù của anh, trong giọng điệu bất lực của Thẩm Bích Quân lại còn hơi cương triều. Câu này hiển nhiên là nói với Hoàng đế tiên sư. Chu Dương lại chớp mắt nhìn Thẩm Bích Quân, sau đó lại nhìn Hoàng đế tiên sư. Trợn mắt nhìn Hoàng đế tiên sư ngoan ngoãn buông tay khỏi cổ mình, sau đó nằm xuống đất, bộ dạng như mặc người ta xâu xé. Không định ra tay nữa à? Chu Dương gãi đầu cũng đứng lên, sau đó nhìn Thẩm Bích Quân. Đáng lẽ ra bây giờ anh có rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng Thẩm Bích Quân xuất hiện quá đột ngột. Anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Chào, cô ăn chưa, phải giả vờ chào hỏi một cách tự nhiên vậy sao? Hay là vẻ mặt trìu mến, cô vẫn khỏe chứ? Sao cô lại xuất hiện ở đây, cô có biết tôi nhớ cô thế nào không? Hiển nhiên hai cách này đều không dùng được, Chu Dương cứ dứt khoát không nói gì vậy. Anh đợi Thẩm Bích Quân chủ động giải thích với anh. Thẩm Bích Quân đi đến nhưng cô chỉ đến kéo Hoàng đế tiên sư đang nằm chê y mặt đất lên. Phủi bụi chê y người Hoàng đế tiên sư y hệt bà mẹ già, sau đó sửa lại quần áo cho hắn. Tiếp đó là muốn kéo Hoàng đế tiên sư rời đi. Này, cô cứ vậy mà đi sao, cuối cùng Chu Dương không chịu được liền lên tiếng. Hiện giờ cả thế giới đều cho rằng tôi điên rồi này, cho rằng cô hoàn toàn không tồn tại, chủ của công ty danh Dương là một người phụ nữ tên Lâm Tử Ngọc nào đó. Ông đây liều mạng, bất chấp nguy hiểm, bị mọi người xem là kẻ ngu ngốc chạy đến tìm cô. Vừa gặp nhau còn chưa nói được lời nào mà cô cứ thế mà rời đi ư. Tốt xấu gì cũng phải giải thích chuyện này là sao chứ. Bước chân của Thẩm Bích Quân khẽ khựng lại, sau đó nói một câu khiến Chu Dương nghẹn họng. Chương 1114, thất bại. Có gì để nói chứ? Tôi bảo anh đến tìm tôi sao? Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói. Câu nói này khiến trái tim của Chu Dương trong chớp mắt rơi xuống đáy vực. Bao nhiêu sự tức giận trong lòng. Chất đống những lời nói muốn thổ lộ, sau khi nghe thấy câu này hoàn toàn đã tan biến. Nếu đối phương đã có thái độ này thì còn có gì để nói nữa đây? Chu Dương nhún vai, lắc đầu cười gượng đi về phía Tạ Linh Ngọc. Nếu đã như vậy thì về nhà thôi. Còn nữ tiên sư bên kia lại sững sờ kinh ngạc. Cô ta đến xem Chu Dương bị đánh. Sao sự việc lại tiến triển đến mức độ này? Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia là ai? Tại sao lại có dáng vẻ có thể khống chế Hoàng đế tiên sư như vậy? Hoàng đế tiên sư còn có thể bị người khác khống chế sao?
Trong đầu nữ tiên sư đầy dấu hỏi nghi vấn. Chu Dương đã đến bên cạnh Tạ Linh Ngọc, sau đó nắm lấy tay cô, hai người cùng bước ra ngoài. Sau khi đi được chục bước chân, Tạ Linh Ngọc đột nhiên đứng nguyên không động đậy. Sao thế vợ? Chu Dương quay đầu hỏi. Người phụ nữ kia, nếu là Thẩm Bích Quân mà anh nói, thì quả thật giống y hệt Lâm Tử Ngọc, Tạ Linh Ngọc nói không đầu không đuôi. Chu Dương hơi sững sờ sau đó cười gượng gạo, đúng thế, chính là cô ấy, nhưng bây giờ trong đầu em vẫn hoàn toàn không có ấn tượng về người này, đúng không? Tạ Linh Ngọc gật đầu, đúng vậy, em hoàn toàn không hiểu được cô gái này là như thế nào, trong quan niệm của em vẫn chỉ có một người Lâm Tử Ngọc là chủ tịch của công ty Danh Dương. Nhưng rõ ràng trí nhớ của em đã sai, Thẩm Bích Quân mà anh nói quả thật tồn tại. Chu Dương nhún vai, vợ à, rốt cuộc em muốn nói gì thế? Bây giờ điều này đã không còn quan trọng nữa, chúng ta đã đến đây quá lâu rồi, nên về nhà rồi đúng không nào? Tạ Linh Ngọc lại thu tay về, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Dương. Về nhà, có lẽ cô gái Thẩm Bích Quân kia rất quan trọng đối với anh đúng không? Anh có thể vì cô ấy mà ngay đến mạng sống cũng không cần, bây giờ không dễ gì gặp được lại vì chút chuyện nhỏ này mà muốn từ bỏ sao? Muốn về nhà ư? Lời của Tạ Linh Ngọc giống như giáng một đòn xuống đầu của Chu Dương. Chu Dương ngơ ngác nhìn vợ mình. Trong lòng anh đương nhiên cũng không cam tâm. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì đây? Thẩm Bích Quân rõ ràng đang sống vô cùng tốt, thậm chí đến cả Hoàng đế tiên sư cũng phải nghe lời cô ấy, bị cô ấy khống chế. Bây giờ người ta không để ý đến mình lại cứ nhất quyết muốn bám lấy hay sao? Chu Dương vô cùng ấm ức. Vợ à, cô ấy thế nào đã không còn liên quan gì đến anh nữa, em cũng thấy rồi đó, cô ấy sống rất tốt hơn nữa còn hoàn toàn không để ý đến anh, Chu Dương chỉ có thể nói như vậy. Anh quan tâm cô ấy nhiều như vậy làm gì? Anh đi như vậy trong lòng anh có thật sự thanh thản không? Anh không cho bản thân anh một lời giải thích. Anh thật sự có thể yên tâm rời đi cùng em sao? Đến lúc đó người đi rồi trái tim ở lại, đây mới gọi là vô trách nhiệm. Nếu anh vẫn là một người đàn ông, vậy thì đuổi theo và nói hết những lời cần nói với cô ấy cho rõ ràng đi. Tạ Linh Ngọc vô cùng bá đạo nói. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Chu Dương dường như nhớ về 2 năm trước khi anh vào ở rể Tạ gia cũng đã bị cô quát mắng. Điều không giống duy nhất là lần này anh đã bị thuyết phục rồi. Tạ Linh Ngọc nói đúng, nếu như đi như vậy thì trong lòng Chu Dương chắc chắn không yên. Bất kể Thẩm Bích Quân có muốn để ý tới mình hay không, anh cũng phải cho bản thân một lời giải thích. Anh sững sờ 2 giây sau đó đột nhiên quay người đuổi theo hướng Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân vẫn chưa chạy quá xa, cô chỉ đem theo Hoàng đế tiên sư đi vào trong một trang viên khá cổ điển khác mà thôi. Khi Chu Dương tiến vào, Hoàng đế tiên sư lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt cảnh cáo quan sát anh. Chu Dương không để ý đến anh ta, mà nhìn về phía của Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân lắc đầu, tùy ý vẫy tay, Hoàng đế tiên sư thu lại vẻ thù địch với Chu Dương, ngoan ngoãn ngồi lại chê y ghế. Bây giờ cuối cùng Chu Dương và Thẩm Bích Quân cũng đã đối diện với nhau. Thẩm Bích Quân thở dài một hơi, anh còn quay lại làm gì? Giữa chúng ta chắc đã không còn gì để nói nữa rồi, phải không? Vừa mở lời đã là giọng điệu xa cách vạn dặm. Nhưng Chu Dương đã không còn để ý đến giọng điệu này nữa, anh không đến đây để tức giận. Nói cho tôi biết tất cả những thứ này là như thế nào, Chu Dương vô cùng bình tĩnh nói. Anh hỏi chuyện nào, Thẩm Bích Quân nhún vai, bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc của Hoàng đế tiên sư, nói, là nói tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hay là nói tại sao tôi có thể khống chế được Hoàng đế tiên sư? Trong 2 chuyện này anh muốn nói đến chuyện nào? Cả hai. Đầu tiên là tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này, Lâm Tử Ngọc ở bên dưới kia rốt cuộc là thứ gì? Đây là vấn đề mà Chu Dương quan tâm nhất. Thẩm Bích Quân ở thế tục giống như hoàn toàn biến mất vào không khí, cả thế giới đều không một ai biết đến cái tên Thẩm Bích Quân. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thẩm Bích Quân đưa ra đáp án đơn giản, bởi vì tôi là bạn của Hoàng đế tiên sư, vì vậy tôi chắc chắn phải tới thế giới nhỏ này. Nhưng anh cũng biết. Tiên sư không thể lộ ra quá nhiều thủ đoạn ở thế tục, để tôi biến mất hoàn toàn chắc chắn rất rắc rối, vì vậy bọn họ mới tạo ra một Lâm Tử Ngọc để thay thế tôi. Tôi cảm thấy cũng khá tốt, Lâm Tử Ngọc làm việc vô cùng đạt chuẩn, đến bây giờ vẫn không một ai nhận ra được bất kỳ sự khác thường nào. Đây là một sự thật quá lớn, ngay cả bố ruột của Thẩm Bích Quân cũng đã đổi thành họ Lâm,
con gái của mình mất tích mà bọn họ hoàn toàn không phát giác, vẫn luôn nghĩ bản thân họ lầm. Nhưng lại có một ngoại lệ Chu Dương. Chu Dương vẫn luôn nhớ đến Thẩm Bích Quân. Nếu như khống chế tất cả mọi người thông qua cách tẩy não và tạo ra một Lâm Tử Ngọc thay thế vị trí của cô, vậy tại sao không xóa sạch trí nhớ của tôi? Chu Dương hỏi lại. Bây giờ anh thậm chí còn cảm thấy đau khổ, tại sao anh lại nhớ tất cả? Đối mặt với câu hỏi này, Thẩm Bích Quân trầm mặc một lúc sau đó nói, thật ra chúng tôi cũng từng cố thử làm vậy. Chúng tôi từng thử tẩy não anh để anh hoàn toàn quên sạch mọi chuyện về tôi, để anh nghĩ rằng người mà bản thân biết tên Lâm Tử Ngọc. Nhưng vào đêm mà chúng tôi xóa trí nhớ của anh, cố gắng sắp xếp một câu chuyện vào tiềm thức của anh đột nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy liền vô cùng hung hăng quát, ai dám động vào sếp của tôi thử xem. Đừng hòng động tới sếp của tôi. Thẩm Bích Quân nói, vì thế việc tẩy não cho anh bị thất bại. Chương 1115, thiên tài là gì? Thẩm Bích Quân thở dài, giọng điệu yếu ớt nói, tôi nên nói gì với anh đây? Khi tẩy não cho anh chỉ là một hoàng đế võ giả nhỏ bé, không sánh được với tiên sư, theo lý mà nói hoàng đế tiên sư đích thân ra tay, tỷ lệ thành công của việc tẩy não cho anh phải vô cùng lớn mới đúng. Nhưng chấp niệm trong đầu của anh đã vượt xa so với tưởng tượng của chúng tôi, anh ta đã thất bại, không phải bại dưới sức mạnh của anh mà là chấp niệm của anh. Có một câu mà Thẩm Bích Quân không nói ra. Chấp niệm của anh với tôi. Chu Dương nheo mắt lại, những lời Thẩm Bích Quân nói rất tự nhiên, cơ hồ không có chút cảm xúc nào. Nhưng đối với Chu Dương, đó là một chuyện rất kinh khủng. Thẩm Bích Quân rốt cuộc là ai? Tại sao cô ấy có thể nói ra những lời như hoàng đế võ giả nhỏ bé? Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao lại biến thành dáng vẻ này? Cô ấy rốt cuộc có phải Thẩm Bích Quân mà anh quen hay không? Chu Dương vô cùng hoài nghi. Không cần phải hoài nghi gì cả, Thẩm Bích Quân dường như đọc được tất cả suy nghĩ của anh, tôi quả thật là Thẩm Bích Quân, chỉ là chuyện này dường như không còn quan trọng nữa rồi. Thật ra anh không nên đến tìm tôi, đúng không? Chu Dương trầm mặc một lúc, thật ra Thẩm Bích Quân không cần giải thích anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở xa lạ chê y người cô. Giống như cô và anh hoàn toàn không quen nhau, cảm giác hai người chỉ là quan hệ công việc không hề có bất cứ tình cảm phức tạp nào. Lẽ nào thật sự là anh sai rồi sao? Không, Chu Dương lắc đầu, anh không sai. Giống như Tạ Linh Ngọc nói, Thẩm Bích Quân có một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí của anh. Nếu hôm nay không làm cho rõ tại sao Thẩm Bích Quân lại trở thành như vậy thì anh đã uổng công đến đây rồi. Đừng cố đuổi tôi đi, Chu Dương dứt khoát ngồi xuống ghế nhìn Thẩm Bích Quân, đột nhiên khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, Thẩm Tổng, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chắc cũng biết tôi đang nói đến điều gì. Chỉ cần nói cho tôi đáp án, tôi sẽ tự mình lựa chọn đi hay ở lại. Chu Dương cố ý gọi một tiếng Thẩm Tổng là muốn xem phản ứng của Thẩm Bích Quân. Lẽ nào cô thật sự không hề có chút hoài niệm về thân phận trước đây của mình sao? Sự thật nói cho Chu Dương biết không phải vậy, sau khi nghe Chu Dương gọi Thẩm Tổng, chê y mặt Thẩm Bích Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Thẩm Bích Quân mỉm cười, lại một lần nữa tỏ vẻ không sao cả, anh muốn nghe sao, vậy thì để tôi nói cho anh biết. Đầu tiên, chúng ta cần thảo luận một từ, cái gì gọi là thiên tài? Thiên tài, Chu Dương hơi sững sờ. Ý nghĩa của thiên tài, không phải là thiên tài sao? Thứ này có gì để thảo luận sao? Nói cho tôi, thế nào gọi là thiên tài? Thẩm Bích Quân đối diện ánh mắt của Chu Dương, hỏi. Thiên tài sao? Thiên tài chính là. Thiên tài, Chu Dương bối rối trả lời. Anh giải thích cho tôi thế nào là thiên tài? Thẩm Bích Quân lại hỏi. Cái này còn cần phải giải thích sao? Thiên tài chính là thiên tài. Chu Dương hoàn toàn rối bời, Thẩm Bích Quân rốt cuộc đang hỏi gì chứ? Tôi bảo anh giải thích, Thẩm Bích Quân lại nói. Giải thích, Chu Dương kiên trì suy nghĩ sau đó nói, thiên tài là kiểu có thiên phú khác với người thường, bất kể là về học tập hay năng lực sáng tạo đều vượt xa người thường, cái này gọi là sự tồn tại của người được trời lựa chọn sao? Những lời này đều là anh vội vàng nói ra, hoàn toàn không suy nghĩ. Nhưng những lời này lại là những lời chân thật nhất. Là những suy nghĩ, quan niệm ở sâu trong lòng anh. Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân lại lắc đầu. Thiên tài chính là thiên phú, cái này không sai, nhưng không thể nói là người được trời lựa chọn. Cái gọi là thiên tài là sự sót lại của tạo hóa, dựa vào tài năng nghịch thiên của mình để tồn tại.
hai cái này có gì khác nhau sao? Chu Dương chớp mắt, cẩn thận cảm nhận hai câu này, dường như thật sự có khác biệt. Thiên tài mà Chu Dương nói là thiên phú trời sinh, là tài hoa được trời ban tặng. Nhưng thiên tài mà Thẩm Bích Quân nói lại mà tài hoa mà tự mình có, sau đó dựa vào đó mà tạo ra thành tựu. Nhưng chẳng phải tài hoa của bản thân không phải do trời sinh hay sao? Không phải do trời ban tặng à? Chu Dương nghĩ như vậy. Thẩm Bích Quân lắc đầu, anh là tối thượng hoàng đế, tôi còn cho rằng anh sẽ phải là người hiểu từ thiên tài này nhất mới đúng. Nhưng giờ xem ra dường như không phải như vậy. Rốt cuộc là ý gì? Chu Dương hỏi. Chúng ta đổi chủ đề đi, anh cảm thấy con người và tự nhiên là cùng tồn tại sao? Hai thứ này bổ sung cho nhau sao? Thẩm Bích Quân lại hỏi. Vấn đề này có phải quá thâm sâu rồi không? Trong đầu Chu Dương thầm nghĩ anh cũng không phải là nhà triết học. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại có quan hệ với Hoàng đế tiên sư, sao cô lại nói với tôi chuyện này? Nghiêm túc mà nói cô có phải muốn đổi chủ đề với tôi hay không? Nhưng lời này anh không nói ra, anh cẩn thận suy nghĩ và vẫn trả lời câu hỏi này. Không thể nói là bổ sung cho nhau, con người sinh tồn trong tự nhiên, rời khỏi tự nhiên chắc chắn không thể tồn tại được, nhưng tự nhiên rời khỏi con người có lẽ không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên tôi cảm thấy con người có thể tồn tại được trong môi trường này có lẽ cũng có sự cho phép ngầm của tự nhiên. Anh bổ sung thêm một câu. Thẩm Bích Quân gật đầu sau đó lại lắc đầu. Quan điểm của anh có phần đúng nhưng không đúng hoàn toàn. Chị gái à, chị có cần nói thẳng thắn như vậy không chứ? Chu Dương ngẩn người suy ngẫm. Đùa gì chứ, câu hỏi này đã liên quan đến triết học cao nhất, liên quan đến ý nghĩa tồn tại của loài người. Cô biết đáp án chính xác rồi sao? Còn nói quan điểm của tôi có phần đúng nhưng không đúng hoàn toàn. Đáp án ấy có lẽ còn chưa tồn tại, không ai biết cụ thể nó là gì. Chu Dương càng lúc càng thấy những vấn đề mà Thẩm Bích Quân thảo luận có hơi thái quá. Đương nhiên những suy nghĩ này của anh đều đã bị Thẩm Bích Quân đọc được. Không hề thái quá, quả thực tôi có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này. Con người luôn kiêu ngạo, anh xem con người ở thế tục, luôn nói gì mà hủy diệt trái đất, nhưng bọn họ có thật sự làm được điều đó không? Cho dù có giải phóng tất cả vũ khí hạt nhân cũng chỉ có thể làm sạch bề mặt mà thôi, còn trái đất hoàn toàn không có bất cứ biến hóa gì, phải không? Bản thân trái đất cũng sẽ tự làm sạch bề mặt của nó. Chương 1116, con người và tự nhiên. Bề mặt trái đất đã được thanh trừ bao nhiêu lần? Không một ai biết điều này nhưng chúng ta biết, mấy trăm triệu năm trước, có nham thạch nóng chảy, có nước lũ cuồn cuộn, tóm lại là trạng thái không thích hợp để sinh vật sinh sống. Thẩm Bích Quân nói, Chu Dương hoàn toàn không phản bác điều này. Bởi vì đây là sự thật. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chủ đề muốn nói tiếp theo à? Có liên quan rất lớn, cứ thử nghĩ xem, tại sao một nền văn minh phát triển đến đỉnh cao mà lại phải diệt vong? Chuyện này, là quy luật tự nhiên à? Chu Dương ngập ngừng nói. Đúng vậy, là quy luật tự nhiên, thế nên từ quy luật này chúng ta có thể thấy con người và tự nhiên là kiểu trạng thái nào. Quan hệ thù địch, Chu Dương tựa hồ có thể hiểu được nhưng lại không chắc chắn. Bởi vì đáp án này quả thật quá làm người khác kinh hãi. Rất khoa trương. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là thù địch. Nếu đúng như vậy thì tại sao ngay từ đầu thiên nhiên không loại bỏ con người? Có câu như này, bảo vệ thiên nhiên là đang bảo vệ chính chúng ta, Thẩm Bích Quân khẽ nói. Quan hệ giữa con người và thiên nhiên quả thật là thù địch. Đó là vì vốn dĩ sự ra đời của các loài sinh vật thông minh đã là một sự tồn tại nằm ngoài quy luật tự nhiên. Vì sao loài người có trí tuệ? Tại sao lại có nền văn minh? Vấn đề này tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng Thẩm Bích Quân lại biết con người sản sinh ra trí tuệ có thể phát triển nền văn minh, thực chất là hiện tượng vượt ra khỏi quy luật tự nhiên. Thế nên con người có thể lĩnh hội được quy luật tự nhiên, nói thẳng ra, cả quá trình phát triển của con người chính là quá trình khám phá tự nhiên. Thẩm Bích Quân bỗng nói, ở giới thế tục, trong sách giáo khoa vật lý cấp 3 chắc có một câu như này. Hoạt động của con người là vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành các năng lượng khác. Tất nhiên câu này không phải là câu gốc, nhưng đại khái là như vậy. Chu Dương cũng từng học cấp 3 nên vẫn có chút hiểu biết với câu nói này. Sự phát triển của nền văn minh khoa học thực chất cũng là khám phá quy luật tự nhiên,
sau đó vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa nó thành năng lượng cần thiết cho con người. Tuy nhiên hướng phát triển của nền văn minh siêu hình học khác với văn minh khoa học. Văn minh khoa học chủ trương sử dụng công cụ để chuyển hóa năng lượng, trong khi văn minh siêu hình học chủ trương cảm nhận năng lượng tự nhiên bằng cơ thể để đạt đến cảnh giới tiên sư, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh hội quy luật tự nhiên. Đây là sự khác biệt của văn minh siêu hình học và văn minh khoa học. Điểm chung của hai nền văn minh này là quấy nhiễu, vận dụng quy luật tự nhiên. Vì chúng ta rất mạnh, chúng ta được sinh ra đã là hiện tượng không phù hợp với quy luật tự nhiên. Cho nên không biết vì sao quy luật tự nhiên không thể tiêu diệt chúng ta. Nếu có thể tiêu diệt được chúng ta thì nó cũng không để chúng ta sinh ra. Xem ra là lý lẽ này, chẳng qua đây là sự thật nhưng những gì Thẩm Bích Quân nói lại không có căn cứ. Chu Dương cho rằng đây có thể là suy nghĩ chủ quan và phỏng đoán. Lúc một nền văn minh chưa phát triển đến đỉnh cao nhất định, thiên nhiên sẽ không làm gì với chúng ta. Chúng ta không biết là vì nguyên nhân gì nhưng một nền văn minh hễ phát triển đến mức độ nhất định. Chẳng hạn như, trong nền văn minh siêu hình học có số lượng tiên sư rất lớn, những tiên sư này có thể thay đổi quy luật tự nhiên của một không gian nào đấy. Lúc này sức mạnh của tự nhiên sẽ bùng nổ, phá hủy nền văn minh quá phát triển này. Con người và thiên nhiên chưa bao giờ phụ thuộc lẫn nhau, chẳng qua ở một mức độ nhất định. Nếu con người lạm dụng khả năng của mình và can thiệp vào sự vận hành bình thường của thiên nhiên quá mức thì sẽ phải chịu quả báo. Ồ, Chu Dương nghe đến rối não, cho nên chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên phải không? Phải, nhưng đó là đối với văn minh khoa học, còn văn minh siêu hình học thì anh có bảo vệ thiên nhiên thế nào cũng không có ý nghĩa. Bởi vì số lượng tiên sư khá nhiều, nếu để siêu hình học phát triển chắc chắn sẽ phá vỡ lực lượng của tự nhiên. Do đó hứng chịu phản ứng dữ dội cũng là hiện tượng tất yếu. Ồ, thế nên các tiên sư mới mở ra thế giới nhỏ này sao? Chu Dương hơi hiểu ra vấn đề, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc cô có thể đi vào thế giới nhỏ này? Chu Dương nghĩ chắc chắn Thẩm Bích Quân đang lảng sang chuyện khác. Anh chỉ muốn biết vì sao Thẩm Bích Quân lại xuất hiện ở đây, nhưng Thẩm Bích Quân lại giải thích với anh nguồn gốc của thế giới nhỏ này. Tôi cần biết điều này làm cái quái gì? Tại sao thế giới nhỏ lại ra đời thì có liên quan gì đến tôi? Đừng vội, tôi sẽ nói đến vấn đề anh quan tâm ngay thôi, Thẩm Bích Quân nói, nếu nói vì sao tôi có mặt ở đây thì phải nhắc đến một khái niệm khác thiên tài. Thẩm Bích Quân nói Hoàng đế tiên sư là một thiên tài thuần túy. Hắn đã tạo ra thế giới nhỏ chỉ dựa vào sức mạnh của mình, mà những tiên sư khác chỉ đang mở rộng một chút không gian ra bên ngoài trong thế giới nhỏ mà hắn tạo ra mà thôi. Người đầu tiên mở ra không gian, mà tuổi của Hoàng đế tiên sư thật ra cũng đã hơn 1.000 tuổi rồi. Hơn 1.000 tuổi, lớn tuổi vậy à, Chu Dương hơi tức giận nói. Thật là bất công, đứa nhóc này trông còn trẻ hơn anh nữa. Thật ra anh ta đã chết, Thẩm Bích Quân thản nhiên nói. Có ý gì, Chu Dương sửng sốt. Hoàng đế tiên sư này đã chết. Đúng vậy, anh ta đã chết, có câu thế nào ấy nhỉ? Thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng, con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn. Còn có nửa câu sau à, Chu Dương thắc mắc hỏi. Anh đã nghe nửa câu trước rồi, hơn nữa nó có vẻ được khá nhiều người biết đến, hẳn là ai cũng đã từng nghe câu, thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng. Nhưng câu, con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn, quần què gì đó nghĩa là sao? Đừng càm giam. Nửa câu sau quả thật là tôi tự thêm vào nhưng ý nghĩa cũng không sai đâu, Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương nói. Lẽ trời vô tình nên có thể trường tồn, con người có trí tuệ nhưng cũng có tình cảm, thật ra những thứ như tình cảm này dùng để áp chế trí tuệ của con người. Hễ là nhân vật tầm cỡ thì đều có dã tâm rất lớn, vì tình cảm họ dành cho người khác rất mong manh. Chắc hẳn tôi cũng được xem là nhân vật lớn ở thế giới đời thường nhỉ, Chu Dương gãi đầu nói. Cũng không phải khoe khoang. Càng không nói đến giới thế tục, cho dù ở thế giới nhỏ này thì e là cũng chỉ có một mình Hoàng đế tiên sư mới là đối thủ của anh. Cho nên anh được xem như một nhân vật lớn nhưng tình cảm của anh khá sâu đậm. Anh không tính vì anh là Hoàng đế, là người bình thường, Thẩm Bích Quân lại liếc anh một cái, anh chỉ là một ví dụ. Được thôi, ví dụ thì ví dụ, Chu Dương nghe Thẩm Bích Quân tiếp tục nói. 1.000 năm trước, Hoàng đế tiên sư cũng là một thiên tài rất đơn thuần. Chỉ dựa vào thực lực của mình, cướp đi tạo hóa của trời đất. Hắn trở nên rất mạnh nhưng lại không mất đi tình cảm của mình.
Chương 1117, sự việc đã rõ. Ý định ban đầu của Hoàng đế Tiên Sư là tốt, khi đó hắn cũng là một người thanh niên tốt, có lý tưởng cao đẹp. Mới 22 tuổi mà hắn đã đột phá cấp bậc Tiên Sư. Ngay cả trước 1000 năm trước, hắn cũng đã là một thiên tài tuyệt đỉnh. Vì vậy, hắn đã tạo ra một thế giới nhỏ, mong thoát khỏi sự trừng phạt của thiên nhiên. Vì siêu hình học đã đạt đến một đỉnh cao nhất định, nên việc hứng chịu những phản ứng dữ dội của tự nhiên là điều gần như không thể tránh khỏi. Nếu đã như vậy, tôi trốn đi thì sao? Chúng ta tự tạo ra một không gian, và chúng ta sống trong không gian của chính mình. Liệu thiên nhiên có còn hủy diệt siêu hình học hay không? Cách làm này của hắn đã được nhiều tiên sư công nhận, và mọi người kéo nhau đến thế giới nhỏ để giúp hắn mở ra không gian. Thực ra vào thời điểm đó hắn vẫn chưa được gọi là Hoàng đế Tiên Sư. Nhưng đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Chàng trai thiên tài máu lửa một thời bỗng chốc trở thành một tên bạo chúa máu lạnh vô song. Hắn đã làm những điều không hợp với logic, nói giết là giết, hơn nữa còn tự xưng là Hoàng đế Tiên Sư và ra lệnh cho tất cả những tiên sư trong toàn bộ thế giới nhỏ phải phục tùng mình. Ngoài ra, hắn cũng để lại dấu ấn chê y người mỗi tiên sư. Đọc nhanh tại Tam Linh 247, nét mục đích có lẽ là để kiểm soát triệt để tất cả các tiên sư. Chính là bộ dạng như hiện giờ sao? Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Chu Dương hỏi. Hoàng đế Tiên Sư hiện giờ hiển nhiên chính là bộ dạng như Thẩm Bích Quân mô tả. Nhưng dường như một ngày nọ đột nhiên trở thành như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho một người thanh niên đầy nhiệt huyết đang yên đang lành trở thành một bạo chúa mặt lạnh. Hòa nhập vào đạo trời, Thẩm Bích Quân nói. Mục đích của Hoàng đế Tiên Sư mở ra thế giới nhỏ này hiển nhiên là để tránh sự trừng phạt của tự nhiên. Nhưng rõ ràng, hắn đã thất bại. Đạo trời của tự nhiên đã truy đuổi đến tận thế giới nhỏ này. Tước đi tâm trí của vị Hoàng đế Tiên Sư này. Nói cách khác, Hoàng đế Tiên Sư hiện tại ở một mức độ nào đó, vẫn là người thanh niên của trước đây. Nhưng xét ở một mức độ lớn hơn, hắn không còn là một người sống nữa, mà là một hóa thân của đạo trời. Thứ như tình cảm chính là hóa thân của đạo trời, chẳng trách Chu Dương không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Chu Dương lại cảm thấy khó hiểu, những thứ này liên quan gì đến cô? Hoàng đế Tiên Sư gì đó này không phải là hóa thân của đạo trời gì đó à? Tại sao tôi lại cảm thấy anh ta có vẻ rất nghe lời của cô vậy? Chuyện này tôi cũng không biết, Thẩm Bích Quân lắc đầu, nhưng có một điều chắc chắn là, tuy rằng đạo trời đã chiếm thân thể của Hoàng đế Tiên Sư, nhưng chê y thực tế, anh ta cũng không hoàn toàn khống chế được tâm thức của Hoàng đế Tiên Sư. Dưới những yếu tố nhất định, thần trí của bản thân Hoàng đế Tiên Sư sẽ khôi phục lại được. Ví dụ như lúc tôi có mặt ở đó. Sở dĩ Thẩm Bích Quân đến thế giới nhỏ này là bởi vì cô có khả năng trấn áp Hoàng đế Tiên Sư. 500 năm trước, đạo trời đã chiếm được thân thể của Hoàng đế Tiên Sư, nhưng không bao lâu, những tiên sư khác đã phát hiện ra điều này. Những tiên sư mạnh mẽ đó nhanh chóng hợp nhất và thành lập một hiệp hội các trưởng lão, muốn trực tiếp loại bỏ Hoàng đế Tiên Sư. Nhưng vô dụng. Những người đó hợp lực lại với nhau cũng không phải là đối thủ của Hoàng đế Tiên Sư. Nhưng họ nhận thấy trong quá trình giao chiến, Hoàng đế Tiên Sư do dự hết lần này đến lần khác. Điều này cũng có nghĩa là chê y thực tế tâm thức của Hoàng đế Tiên Sư vẫn tồn tại và không hoàn toàn bị đạo trời chiếm giữ. Họ đã thử nhiều phương pháp khác nhau để đánh thức Hoàng đế Tiên Sư. Nhưng hiệu quả đều không lớn, 300 năm trước, tình cờ có một người phụ nữ đến thế giới nhỏ này. Trước mặt người phụ nữ này, Hoàng đế Tiên Sư đã thể hiện ra một sự phục tùng. Hắn không phải là Hoàng đế Tiên Sư, cũng không phải là hóa thân của đạo trời, chỉ cần người phụ nữ này ở đó, các thuộc tính khác nhau chê y người Hoàng đế Tiên Sư về cơ bản sẽ giảm đi. Hắn lại trở thành một nhân vật giống trẻ con, hơi ngô nghê ngốc nghếch. Chu Dương đã hiểu được phần nào, đây không phải là trạng thái hiện giờ của Hoàng đế Tiên Sư sao? Lúc trước khi đánh Chu Dương, tên này đã sắc bén và hung bạo như vậy, nhưng về sau, ngay khi Thẩm Bích Quân xuất hiện, hắn lập tức mất hết sức tấn công. Trở thành một đứa trẻ khờ khạo. Thẩm Bích Quân gật đầu, đúng là như vậy, người phụ nữ xuất hiện trước mặt 300 năm trước đã trấn áp người thanh niên này suốt 200 năm. 200 năm sau, người phụ nữ bị chính Hoàng đế Tiên Sư giết chết. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thế giới nhỏ đều tìm kiếm một người có thể trấn áp được Hoàng đế Tiên Sư. Cho nên bọn họ mới tìm đến tôi.
Hóa ra là vì nguyên nhân này sao? Chu Dương nhìn sang Hoàng đế tiên sư đang đứng một bên nhìn anh với ánh mắt cảnh giác, không khỏi hỏi, nếu như cô có mặt thì anh ta không có bất cứ sự phản kháng nào. Vậy tại sao không giết anh ta luôn đi? Giết chết anh ta rồi có phải đỡ bao nhiêu chuyện không? Không cần thiết phải tìm người để trấn áp nữa. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu gặp phải nguy cơ về sự sống chết thì tôi không thể trấn áp anh ta được, Thẩm Bích Quân thở dài. Đối với tình huống này, hội các trưởng lão trong thế giới nhỏ này nói, chỉ có một cách chân chính để giải quyết vấn đề này. Đó là xuất hiện một thiên tài siêu cấp, thiên tài độc nhất vô nhị có thể giết chết được hóa thân của đạo trời, cũng chính là Hoàng đế tiên sư hiện giờ bằng chính sức lực của mình. Nhưng tình huống đó hầu như không thể xảy ra, tu vi của con người luôn là sự tìm tòi, lĩnh hội các quy luật của tự nhiên. Dù có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn bản thân của đạo trời. Thẩm Bích Quân lắc đầu, cho nên, đây chính là lý do tôi có mặt ở đây. Đó cũng là lý do tôi buộc phải ở đây. Anh còn câu hỏi gì nữa không? Chu Dương lắc đầu. Có vẻ như vấn đề này thực sự không liên quan gì đến anh. Mọi thứ đã rõ ràng, lý do Thẩm Bích Quân xuất hiện ở đây, theo một nghĩa nào đó, là để duy trì hòa bình thế giới. Hơn nữa, có vẻ như Thẩm Bích Quân cũng không phải chịu thiệt thòi gì. Địa vị của cô trong thế giới nhỏ cũng có thể nói là đứng chê y vạn người. Ngay cả Hoàng đế tiên sư cũng phải tuân theo mệnh lệnh của cô. Thật đúng là bất khả chiến bại, một kẻ thống trị thực sự. Chu Dương hoàn toàn không có tư cách can thiệp vào chuyện này. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút khó chịu. Thẩm Bích Quân lại cứ thế đến thẳng đây, không có một chút nhớ nhung hay hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình. Có lẽ đây là sự lựa chọn của riêng cô ấy. Chu Dương đứng lên, nhìn Thẩm Bích Quân, sau đó lại quan sát Hoàng đế tiên sư, gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy tôi xin cáo từ. Tôi hy vọng cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới này. Thẩm Bích Quân gật đầu vô cảm, tựa như cảm xúc thật sự không hề bị dao động. Ánh mắt cô tiễn Chu Dương đi ra ngoài. Nhưng một lúc sau, Chu Dương lại chạy hồng hộc quay lại, à, giờ tôi quay về thế giới phàm tục như thế nào vậy? Chương 1118, ẩn tình. Chê y thực tế, bây giờ Chu Dương cũng thừa sức xé rách không gian, nhưng anh vẫn không biết nên làm như thế nào. Thẩm Bích Quân cũng không hiểu chuyện này, vì vậy cô đã gọi hội trưởng lão tới. Một ông già râu trắng dẫn Chu Dương đi ra ngoài. Trước khi đi, ông già râu trắng nhìn Chu Dương một cái, trầm ngâm nói, tối thượng hoàng đế. Chu Dương gật đầu. Anh không hiểu tối thượng hoàng đế rốt cuộc là cái gì. Nhưng anh biết thực lực của mình đã được đột phá. Còn người bên cạnh đều cho rằng cảnh giới của anh đã là tối thượng hoàng đế, cho nên anh cũng thừa nhận cảnh giới của mình là tối thượng hoàng đế. Lại là một tối thượng hoàng đế, liệu cậu có phải là hy vọng của thế giới siêu hình học không? Ông già lại thở dài đầy ẩn ý. Ý của ông là, Chu Dương sửng sốt, anh luôn cảm thấy hình như có ẩn ý gì đó trong lời nói của ông ta. Hóa ra trong khái niệm siêu hình học hiện nay, tối thượng hoàng đế chính là vị cứu tinh của toàn bộ siêu hình học. Theo như sự tu luyện bình thường, cảnh giới bên chê y hoàng đế võ giả sẽ là tiên sư. Hầu như tất cả mọi người đều làm như vậy. Nhưng sau khi đột phá tới mức tiên sư, chỉ có thể có nghĩa là thực lực của mình đã tăng lên mà thôi. Điều đó không có bất kỳ sự giúp ích nào đối với nền văn minh của siêu hình học. Bởi vì bạn là người lĩnh hội các quy luật của tự nhiên, cho dù bạn có trở nên mạnh mẽ đến đâu, bạn cũng sẽ dễ dàng bị đạo trời giết chết. Nhưng hoàng đế võ giả thì khác. Đó là cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình. Có điều sức mạnh của hoàng đế võ giả quá yếu. Tuy rằng chê y lý thuyết có thể chống lại đạo trời, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, cuối cùng cũng chỉ là con số không. Chỉ có tối thượng hoàng đế mới là sự đột phá bên chê y hoàng đế võ giả nhưng vẫn là cảnh giới của người trần tục. Vị hoàng đế thực sự của người phàm trần này chính là tối thượng trong các hoàng đế. Tiềm lực của tối thượng hoàng đế là vô hạn, cho nên thiên tài được mong đợi ở thế giới nhỏ, thiên tài có thể giết chết hoàng đế tiên sư và đạo trời chắc chắn cũng phải là tối thượng hoàng đế. Nghe vậy, Chu Dương xấu hổ gãi đầu, thực ra tôi từng giao đấu với người kia rồi, nhưng không đánh thắng. Chu Dương thấy hơi xấu hổ khi được ông già này khen ngợi như vậy, cho rằng anh chính là hy vọng của cả thế giới nhỏ. Nên anh có gì nói nấy. Ông già cũng không để tâm đến điều đó, ông ta nói, chuyện này không quan trọng, dù sao cậu cũng chỉ vừa mới đột phá thôi, đây là chuyện bình thường.
vấn đề tôi đang xem xét thực sự là một điểm quan trọng khác. 500 năm trước, tức là năm mà Hoàng đế Tiên Sư vừa mới bị thiên đạo nhập thể, thực ra trong thế giới nhỏ đã có một tối thượng Hoàng đế tồn tại. Hơn nữa vị tối thượng Hoàng đế đó đã đột phá hơn 300 năm rồi. Cảnh giới của ông ta khá ổn định, hơn nữa thực lực gần như đã đạt tới đỉnh cao nhất định, trước khi Hoàng đế Tiên Sư bị đạo trời chiếm đoạt, tối thượng Hoàng đế lúc đó là bất khả chiến bại trong thế giới nhỏ. Nhưng với tình hình đó, cuộc chiến của ông ta với Hoàng đế Tiên Sư vẫn không kéo dài nổi 3 ngày. Chỉ trong 2 ngày 2 đêm, đến ngày thứ 3, vị tối thượng Hoàng đế đó đã thất thủ. Sự việc này là một tia hy vọng và cũng là nỗi tuyệt vọng đối với thế giới nhỏ lúc bấy giờ. Tiên Sư sẽ không bao giờ có thể đấu lại được Hoàng đế Tiên Sư, bởi vì trong quá trình chiến đấu, tất cả các quy luật tự nhiên mà bạn lĩnh hội được, Hoàng đế Tiên Sư đều biết rõ như lòng bàn tay. Cảm giác này giống như bạn đang cầm một quả bom trong tay nhưng công tắc lại nằm trong tay đối phương vậy, hoặc là bạn ném quả bom ra ngoài không dùng nữa, hoặc quả bom sẽ không giúp ích được gì cho bạn cả. Vì vậy, cho dù Tiên Sư có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể cúi đầu trước Hoàng đế Tiên Sư mà thôi. Chỉ có tối thượng Hoàng đế mới có thể chống lại Hoàng đế Tiên Sư. Đây là cái gọi là hy vọng. Về phần tuyệt vọng, tối thượng Hoàng đế là thiên tài tuyệt thế, tài năng có thể gọi là vô tiền khoáng hậu, sức mạnh vô song, nhưng một thiên tài như vậy, sau khi đột phá đến tối thượng Hoàng đế 300 năm, vẫn không phải là đối thủ của Hoàng đế Tiên Sư. Trong hội trưởng lão của thế giới nhỏ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đánh bại được Hoàng đế Tiên Sư. Lẽ nào phải đợi đến khi xuất hiện một tối thượng Hoàng đế, sau đó lại đợi tối thượng Hoàng đế này tu hành 1.000 năm nữa sao? Nhưng tu luyện 1.000 năm rồi mà vẫn không đánh được thì phải làm sao? Lại chờ đợi tối thượng Hoàng đế tiếp theo ư? Đến lúc đó e rằng văn minh siêu hình học đã bị diệt vong rồi. Hơn nữa, luật lệ trong thế giới nhỏ hiện tại hoàn toàn không coi Hoàng đế võ giả là con người, luôn tìm đủ mọi cách để xóa bỏ phẩm giá của Hoàng đế võ giả. Trong tình cảnh này, ngay cả khi có sự đột phá của Hoàng đế võ giả, e rằng cũng chỉ có thể đột phá thành tiên sư, hoàn toàn không có khả năng trở thành tối thượng Hoàng đế. Lý do chính khiến nền văn minh siêu hình học hiện tại có thể tồn tại là do tâm thức của Hoàng đế tiên sư vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn. Vì vậy, hắn sẽ không cho phép đạo trời làm một chuyện như tiêu diệt toàn bộ nền văn minh siêu hình học. Hai bên cứ như vậy lâm vào thế bế tắc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, uy lực của đạo trời đang dần tăng lên, tâm thức của bản thân Hoàng đế Tiên Sư cũng ngày càng yếu đi. Không ai biết hắn còn có thể cầm cự được bao lâu. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Đợi đến khi vị Hoàng đế Tiên Sư này hoàn toàn hóa thân vào đạo trời, đó cũng chính là lúc thế giới nhỏ bị diệt vong. Dù thế nào đi nữa, tuy rằng hy vọng rất mong manh, nhưng có thể coi cậu chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Ông già thở dài nói, cái giá mà hai vợ chồng cậu phải trả cho thế giới siêu hình của chúng tôi là quá nhiều, coi như chúng tôi nợ các cậu. Nếu có yêu cầu gì, xin hãy đề cập với trưởng lão của chúng tôi. Cho dù phải hao tổn tất cả các nguồn lực, chúng tôi cũng sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu, ông già lại nói. Sức nặng của câu nói này vẫn khá cao. Với sự hỗ trợ toàn lực của hội trưởng lão trong thế giới nhỏ, tài nguyên này quả thực phong phú đến mức quá đáng đó, ok. Nhưng Chu Dương không hiểu lắm, ông nói tôi là hy vọng của các ông cũng đã đành. Nhưng mà ông nói cái gì mà hai vợ chồng chúng tôi phải trả giá quá nhiều cho thế giới nhỏ của các ông, điều này là có ý gì? Chu Dương nhìn Tạ Linh Ngọc đang đứng ở một bên, Tạ Linh Ngọc cũng ngẩn ra. Ồ, ý tôi không phải là vị phu nhân này, ông già giải thích. Nhưng tôi chỉ có một người vợ này thôi, Chu Dương càng thêm mơ hồ. Ý tôi là cô Thẩm Bích Quân, cô gái đó. Không phải vì cậu để cô ấy đến đây, cô ấy mới cam tâm tình nguyện để bị người phụ nữ hơn 100 năm nước nhập thể hay sao, ông già cũng hơi bối rối nói. Lúc này Chu Dương mới hiểu ra. Thẩm Bích Quân hiện tại, khi nói chuyện không có bất kỳ sự dao động cảm xúc nào, thật ra không phải là Thẩm Bích Quân thực sự. Chê y đời này chỉ có một người phụ nữ có thể trấn áp được Hoàng đế Tiên Sư, chính là người đã chết hơn 100 năm trước. Sau khi người phụ nữ chết đi, tâm thức vẫn được các trưởng lão bảo tồn, muốn người phụ nữ này hoàn toàn sống lại thì phải tìm được một người phụ nữ có huyết thống thuần khiết, có thể chứa đựng được phần tâm thức này, đồng thời tự nguyện tiếp nhận tâm thức đó, mới có thể khiến cô ta sống lại hoàn toàn. Vừa hay Thẩm Bích Quân lại đáp ứng được điều kiện này.
Chương 1119, mục tiêu mới. Có rất nhiều cô gái có huyết mạch thuần khiết. Những năm qua, hội trưởng lão cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người. Nhưng đều thất bại, bởi vì không một ai đồng ý tiếp nhận một tâm thức khác thay thế mình. Đây là một loại kháng cự bằng bản năng, căn bản không có cách nào khống chế được. Cho dù cô gái ấy có ý muốn cứu vớt thế giới, cứ coi như cô ấy đã suy nghĩ kỹ, đồng ý hy sinh chính mình vì thế giới siêu hình học. Nhưng đến lúc dung hợp tâm thức, tiềm thức của cô gái đó vẫn sẽ kháng cự theo bản năng, bài xích nó. Cho nên những năm gần đây, rõ ràng có rất nhiều cô gái có huyết mạch phù hợp với điều kiện, nhưng mãi vẫn không thể phục sinh một cô gái có thể khống chế hoàng đế tiên sư. Cho đến khi Thẩm Bích Quân xuất hiện, cũng không biết cô gái này bị Kaiota siết thích bởi chuyện gì, kỳ thật ngay trước đó không lâu, hội trưởng lão còn phái người đi gặp Thẩm Bích Quân, nhưng khi đó, Thẩm Bích Quân còn nghĩ họ bị bệnh tâm thần nên thẳng thừng cự tuyệt. Tuy nhiên sau đó, Thẩm Bích Quân lại chủ động liên hệ với bọn họ. Mà trong quá trình dung hợp tâm thức lại không phát sinh bất kỳ sự bài xích nào. Giống như Thẩm Bích Quân đã hoàn toàn buông bỏ bản thân cô. Nghe đến đó, trong lòng Chu Dương bỗng cảm thấy đau xót. Ngẫm nghĩ một lát, Chu Dương biết đại khái khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì. Lúc ấy, anh đi tìm Tạ Linh Ngọc, gọi cả hổ ra, làm kinh động đến toàn bộ thành phố Đông Hải. Chu Dương tuyên bố trước cả thành phố Đông Hải, anh yêu Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc là người phụ nữ của anh. Chính là vào ngày đó, Thẩm Bích Quân chủ động liên hệ với hội trưởng lão. Thế là, Thẩm Bích Quân biến mất ở giới thế tục. Xuất hiện một người tên là Lâm Tử Ngọc. Thẩm Bích Quân chân chính đã bốc hơi như chưa từng tồn tại, biến thành một công cụ có thể khống chế hoàng đế tiên sư. Trong lúc nhất thời Chu Dương không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh hung hăng túm lấy cổ áo của ông già kia nói, tại sao lại đồng ý để cô ấy làm vậy? Tại sao lại tiến hành dung hợp tâm thức? Chẳng lẽ các ông không biết làm thế sẽ khiến cho một sinh mệnh đang sống sờ sờ mất đi bản thân sao? Về lý mà nói, bây giờ ngoại trừ hoàng đế tiên sư thì không một ai có thể đối phó được với Chu Dương. Hành động này của anh, quả khiến ông già kia giật nảy mình. Ông ta khúm núm giải thích, hoàng đế điện hạ, chuyện này cậu cũng không thể trách tôi được. Nói trắng ra, chuyện này cưỡng ép cũng không được, bởi vì phàm là có một chút ý thức kháng cự, thì cũng không thể tiến hành dung hợp tâm thức. Cho nên chúng tôi chưa từng ép buộc bất kỳ người nào tiến hành dung hợp tâm thức. Chuyện này nếu như cậu muốn trách, vậy chỉ có thể trách người đã khiến cô Thẩm tuyệt vọng. Rốt cuộc ai là người đã khiến cô Thẩm tuyệt vọng đến mức lòng nguội lạnh như cho tàn? Chu Dương hơi sững sờ. Một lát sau, anh thẫn thờ buông ông ta ra. Bởi vì ông ta nói không sai. Chuyện này cũng không trách ông ta được, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách bản thân anh. Thật ra có một điều cũng không phải bí mật gì, Chu Dương vẫn luôn biết, Thẩm Bích Quân thích mình. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào. Bởi vì anh không thể phản bội Tạ Linh Ngọc. Nói trắng ra, người khiến Thẩm Bích Quân tuyệt vọng, chính là anh. Chu Dương anh không thẹn với ai, không thẹn với Tạ Linh Ngọc, không thẹn với những người anh em của mình, nhưng duy chỉ có lỗi với Thẩm Bích Quân. Bây giờ, anh nợ Thẩm Bích Quân quá nhiều. Nhưng còn có thể bù đắp được sao? Thẩm Bích Quân đã không còn nữa. Chu Dương vừa bất lực, lại vừa phẫn nộ. Mấu chốt là sự phẫn nộ của anh không biết phải phát tiết như thế nào. Chuyện này không thể trách ai được, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân anh. Bây giờ cho dù anh có tự sát cũng đâu thể tạ tội được đâu. Chu Dương bất lực ngã xuống mặt đất, nhìn về phía ông già, uể oải nói tôi nghe, bây giờ có cách nào khiến Thẩm Bích Quân khôi phục lại được không? Anh đã không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Tâm thức đã dung hợp, làm sao còn có thể khôi phục được chứ? Nhưng ông già lại khẳng định, được chứ? Chu Dương sửng sốt một chút, sau đó chớp mắt. Anh nghĩ mình nghe lầm. Một lát sau, anh bỗng đứng bật dậy, sau đó lại túm lấy cổ áo ông già kia lần nữa, ông nói cái gì? Ông nói lại xem nào. Tôi nói, có thể khôi phục được, ông già nói. Lần này Chu Dương đã chắc chắn là mình không nghe lầm, ngay lập tức anh cảm thấy phấn khởi. Sau đó hung hăng bà tai ông già một cái, Chu Dương vui đến mức quay một vòng rồi nói, có thể khôi phục được sao ông không nói sớm. Chu Dương thực sự rất vui, vui đến mức nói năng lộn xộn, nên mới đánh ông già một bà tai. Ông già ôm mặt tủi thân nói, cậu cũng không hỏi mà.
Vấn đề này mà còn cần hỏi à, Chu Dương cũng không so đo nữa, nói đi, phải làm sao để giúp cô ấy khôi phục lại được. Rất đơn giản, giết chết Hoàng đế tiên sư, đến lúc đó, tâm thức trấn áp Hoàng đế tiên sư kia sẽ tự sát. Làm một tâm thức sống lâu như vậy, cô ấy đã sớm sống đủ rồi, nếu không phải vì nhiệm vụ trấn áp Hoàng đế tiên sư, cô ấy đã sớm lựa chọn tan thành mây khói. Ông già nói. Nghe đến đó, Chu Dương lại chần chừ do dự. Chỉ có thể chờ cô ta tự sát sao? Chúng ta không thể làm được gì à? Chuyện này có thể tin được không đây? Mặc dù trước kia cô ta nói đã sống chán rồi, nhưng bây giờ cô ta đã chiếm được cơ thể của Thẩm Bích Quân. Nhớ đâu cô ta lại cảm thấy sử dụng cơ thể của Thẩm Bích Quân cũng có thể sống thoải mái thì sao? Cô ta không muốn tự sát thì phải làm thế nào? Những chuyện bản thân không thể khống chế được, Chu Dương vẫn không yên tâm lắm. Điểm này cậu không cần lo lắng, trước đó tâm thức của cô ấy được hội trưởng lão của chúng tôi bảo quản, chúng tôi đã đánh dấu ấn trong tâm thức của cô ấy rồi, nếu như cô ấy không chịu tự sát, chúng tôi cũng có thể giết cô ấy, ông già vỗ ngực cam đoan. Chu Dương dựng ngón tay cái lên, các ông thật không biết xấu hổ, thật hung ác. Nói trắng ra, ý nghĩa tồn tại của cô gái kia chính là áp chế Hoàng đế tiên sư, nhưng chuyện này đối với bản thân cô ta cũng không có ý nghĩa gì. Nói cách khác, người ta sống vất vưởng bao nhiêu năm nay, chính là vì cứu vớt thế giới. Mà những người của hội trưởng lão này không những không cảm ơn, còn khắc dấu ấn vào tâm thức của người ta nữa. Đây gọi là tâm lý gì? Tâm lý điển hình của những người muốn khống chế tất cả mọi thứ. Bất kể là người tốt hay người xấu, không quan tâm bạn cống hiến nhiều bao nhiêu, bạn vĩ đại nhường nào. Tóm lại bạn phải nằm trong sự khống chế tuyệt đối của tôi. Đương nhiên, trạng thái tâm lý này cũng khá phổ biến, cho nên Chu Dương cũng không bình luận gì thêm. Mà cũng không có gì để bình luận cả, chí ít thì chuyện này cũng có ích lợi với Chu Dương. Mặc dù có chút cảm khái, nhưng cũng không đến mức thương cảm cho cô gái kia, quan trọng nhất vẫn là Thẩm Bích Quân. Xử lý Hoàng đế tiên sư à, ánh mắt Chu Dương lóe lên một tia quả quyết, tôi nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, không phải là bây giờ. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, Chu Dương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực, nên cũng không thể ra tay ngay được, cho dù anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Hoàng đế tiên sư. Chương 1120, tôi đóng vai chính tôi. Chu Dương cũng không phải người nóng vội, mặc dù anh cũng rất muốn cứu Thẩm Bích Quân, nhưng anh cũng biết, bây giờ mình không có thực lực này. Tất cả đều phải dựa theo thực lực để nói chuyện. Cho nên sau khi Chu Dương tặng cho ông già kia một loại bảo bối, anh đã quay về giới thế tục. Cũng không biết thời gian ở thế giới nhỏ được tính theo quy tắc nào, rõ ràng Chu Dương và Tạ Linh Ngọc mới đi vào khoảng một ngày, nhưng lúc trở lại thế tục, vậy mà đã trôi qua một tháng rồi. Cái này đúng là chê y trời một ngày, dưới đất một tháng. Chẳng trách những tiên sư kia đều có vẻ ngoài trẻ mãi không già như thế. Ở thế tục một năm, chỗ bọn họ mới qua 12 ngày mà thôi, đương nhiên tuổi thọ sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Sau khi về lại thế tục, mọi thứ cũng không thay đổi gì nhiều. Công ty Danh Dương vẫn là công ty Danh Dương như cũ, chủ tịch vẫn là Lâm Tử Ngọc. Nhưng bây giờ chỉ khác một cái là có thêm một người nữa biết bí mật về Thẩm Bích Quân, chính là Tạ Linh Ngọc. Về phần bà Chu, bà chỉ nghĩ Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đi hưởng tuần trăng mật nên cũng không hỏi gì nhiều. Cuộc sống dường như lại trở về với nhịp sống bình thường, có điều hôm nay, Chu Dương nhận được cuộc gọi của Lâm Tử Ngọc. Chu Dương, dạo gần đây anh chạy đi đâu đấy? Sao tôi gọi điện thoại cho anh lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, giọng nói hơi giận dỗi của Lâm Tử Ngọc vang lên. Chu Dương khẽ nở nụ cười nhạt. Tôi đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Anh đã biết, chuyện Thẩm Bích Quân biến mất, thật ra không liên quan gì đến Lâm Tử Ngọc. Thậm chí chính Lâm Tử Ngọc cũng không biết, vốn dĩ cô ta không phải là chủ tịch của công ty Danh Dương. Trí nhớ của cô ta đã bị bóp méo và ngụy tạo. Cho nên Lâm Tử Ngọc cũng có thiện cảm với Chu Dương, bởi vì trong trí nhớ của cô ta, đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô ta và Chu Dương. Nhưng cô ta cũng không thích Chu Dương giống Thẩm Bích Quân, bởi vì loại tình cảm này là không thể làm giả được. Chu Dương cũng tranh thủ lúc này, chặt đứt triệt để khả năng Lâm Tử Ngọc sẽ nảy sinh tình cảm với mình. Thoải mái nói mình đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Sau khi Lâm Tử Ngọc nghe xong, cũng không có phản ứng gì quá lớn, anh hay quá nhỉ, vậy mà còn vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật, lần trước tự nhiên mắng tôi một trận,
đến bây giờ anh còn chưa giải thích rõ ràng với tôi đâu đấy. Lâm Tử Ngọc nói với thái độ bông đùa. Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng, Chu Dương chuyển chủ đề, nói đi, lần này tìm tôi có chuyện gì? Nếu chuyện Thẩm Bích Quân biến mất không liên quan gì đến Lâm Tử Ngọc, thì anh cũng không cần thiết nhằm vào Lâm Tử Ngọc. Ngược lại, vẻ bề ngoài, giọng nói và tính cách của Lâm Tử Ngọc đều giống hệt Thẩm Bích Quân, điều này khiến Chu Dương cũng có cảm tình tốt với cô ta. Nếu như cô gái này gặp phải chuyện khó xử gì, mình cũng có thể giúp một tay. Coi như anh còn có lương tâm, vẫn không quên tôi và công ty Danh Dương, Lâm Tử Ngọc cũng chuyển chủ đề theo Chu Dương, à, anh tranh thủ đến công ty một chuyến, công ty có chút chuyện. Có chuyện, Chu Dương hơi sững sờ. Bây giờ ở thành phố Đông Hải, còn có ai dám gây chuyện với công ty Danh Dương sao? Anh đã chủ động để lộ thân phận, chỉ cần là người có chút thế lực, từ các gia tộc hạng hai trở lên, chê y cơ bản đều phải biết điều không dám chọc vào công ty Danh Dương mới đúng. Còn có thể có chuyện gì? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn chạy tới công ty. Sau khi anh đến, phát hiện lý do Lâm Tử Ngọc gọi mình đến thật sự khá buồn cười. Cô gái này vậy mà lại bảo mình đóng giả làm một người. Đóng giả ai? Chu Dương. Không sai, chính là bảo Chu Dương, đóng giả thành Chu Dương. Anh đã nghe nói chuyện này chưa? Thành phố Đông Hải của chúng ta vừa xuất hiện một nhân vật lớn siêu cấp. Lâm Tử Ngọc chìa cái đầu nhỏ bé đáng yêu của mình lại gần anh, khẽ nói tôi mà nói ra có thể anh sẽ không tin nổi đâu, nhân vật lớn siêu cấp kia, có thể ra lệnh cho cả Tôn gia và Tô gia đều là những gia tộc hạng nhất đấy. Nghe nói còn có một cái gia tộc ẩn giật gì nữa ấy, tôi cũng không hiểu, tóm lại chính là toàn bộ những người có máu mặt nhất thành phố Đông Hải, đều phải nghe theo lời của anh ta. Ừ, tôi nghe nói rồi, Chu Dương hơi buồn cười nhìn Lâm Tử Ngọc và nói. Rồi sao, thế thì đã sao? Đúng vậy, lúc đầu quả thật mấy chuyện này không liên quan gì tới công ty nhỏ của chúng ta. Nhưng anh biết không, nhân vật lớn siêu cấp kia, vậy mà lại trùng tên trùng họ với anh. Anh ta cũng là Chu Dương. Anh đã thấy mình may mắn chưa? Lâm Tử Ngọc vui vẻ vỗ vào tay Chu Dương. Chu Dương tự nhủ có gì mà may hay không, vốn dĩ tôi chính là Chu Dương đó bà chị. Nhưng nhìn gương mặt hí hửng của Lâm Tử Ngọc, anh lại không nỡ vạch trần. Dạo này những người trùng tên trùng họ có nhiều lắm, cũng có rất nhiều người trùng tên với mấy người nhà giàu nhất thế giới đó, cũng không thấy có gì tốt cả, cái này có gì đâu mà bảo là may mắn, Chu Dương nói. Thế thì anh lại không hiểu rồi, nghe nói nhân vật lớn siêu cấp kia vô cùng thần bí, anh ta mới chỉ xuất hiện một khoảng thời gian trước thôi, từ trước tới giờ chưa có ai biết thân phận của anh ta. Nhưng sau lần bị khui ra ánh sáng, tên của anh ta trong nháy mắt đã nổi tiếng khắp Đông Hải rồi. Nhưng anh có biết điều mấu chốt hơn là cái gì không? Đó là người kia quá mức thần bí, không có ai biết thân phận thật sự của anh ta, nhưng anh ta tên là Chu Dương thì mọi người đều biết. Ở thành phố Đông Hải này, tên là Chu Dương, còn có thể coi là có chút địa vị còn có ai nữa chứ? Đương nhiên là anh rồi, Chu Tổng, Lâm Tử Ngọc lại hí hửng đập vào tay Chu Dương một phát nữa. Chu Dương hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái, tôi cũng hiểu được đại khái rồi, hay nói cách khác, bây giờ có rất nhiều người nghĩ tôi chính là nhân vật lớn trong lời đồn đúng không? Nói vậy, nghe cũng có vẻ như cũng khá may mắn đấy, nhưng chê y thực tế, cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Chu Dương nhìn về phía Lâm Tử Ngọc, không biết rốt cuộc trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Lâm Tử Ngọc cũng không vòng vo, cô ta nói thẳng ra tính toán của mình. Đương nhiên. Nếu lúc này anh trực tiếp phủ nhận thì chúng ta cũng chẳng kiếm được lợi ích gì. Nhưng anh không thể tưởng tượng được đâu, bởi vì cái tên này của anh, bây giờ đã có bao nhiêu là xí nghiệp đủ loại ngành nghề lĩnh vực muốn hợp tác với chúng ta đấy. Tất cả đều đến vì cái tên của anh đó. Kỳ thật lúc này, anh chỉ cần làm một việc, không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh chỉ cần đóng giả làm Chu Dương một thời gian, sau đó tôi sẽ tìm thời gian thích hợp mời bọn họ đến. Sau đó mọi người cùng nhau mở một cuộc họp, trong cuộc họp đó chúng ta sẽ ký kết toàn bộ những hợp đồng kia. Sau khi hợp đồng đã tới tay, anh lại tuyên bố sự thật mình không phải Chu Dương là được rồi. Lâm Tử Ngọc Dương Dương đắc ý nói, dù sao hợp đồng cũng đã tới tay, chúng ta cũng đâu có gì phải sợ. Anh tuyên bố mình không phải là Chu Dương kia thì cũng không được xem là giả mạo người nổi tiếng, chắc hẳn anh ta cũng sẽ không so đo với chúng ta đâu, kế hoạch này quá tuyệt vời đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.